Thiên đạo đồ thư quán Trương Huyền. Chương 701, Thanh yểm thú 1. 20 giọt, còn không tham nhiều. Ngươi biết thú đường chúng ta có tổng cộng bao nhiêu không? Tạ Cửu Thần đường chủ cảm thấy mặt cũng xanh cả lại. Sớm biết vậy không ba hoa bốc phét làm cái gì? Vừa nói xong bất kể ai khiêu chiến thành công, là có thể nhận được một giọt máu linh thú. Người này lại mở miệng. Thế nào cảm giác đang buộc lòng lọng cho chính mình? Một khi hắn liên tục khiêu chiến, cho hay là không cho? Cho dù thú đường tại Hiên Viên Vương quốc truyền thừa nghìn năm, máu linh thú cũng cực kỳ hiếm có. Còn quét xuống, nhất định sẽ bị chơi đùa tới phá sản. Người khác khiêu chiến 10 lồng thú, cho dù có thể thông qua, cũng cửu tử nhất sinh, bản thân bị trọng thương. 3 tới 5 tháng không có cách nào xuống giường. Người này thì hay rồi, khiêu chiến thành công, giống như đi dạo hậu hoa viên, đánh rắm không đủ, ngược lại cũng thôi. Còn thua một đám tiểu đệ man thú lớn. Người xem, con kim thân thiết tí viên kia đến bây giờ còn đang không ngừng phất tay, khóe miệng nhếch lên, giống như ăn mật. Cánh tay cũng vẫy tới sắp rơi ra, Tật Phong Lang vẫn tội nghiệp nhìn qua, đầy u oán. U oán em gái ngươi đấy. Đám Tật Phong Lang này trước đây lại là do hắn đặc biệt phái người bắt tới. Mỗi một con đều cương quyết không tuân theo. Không ít thuần thú sư thế hệ trẻ tuổi chưa từng thành công. Thậm chí đề mục thi đấu thuần thú lần này, cũng một lần nữa muốn làm thành thuần phục bọn chúng. Những con này thì hay rồi, bị đánh cho một trận, chẳng những không tức giận, còn là bộ dáng này. Ngươi nói đám các ngươi, rốt cuộc thiếu đánh tới mức nào? Có thể tưởng tượng, thật sự để cho vị Trương Huyền này quét xuống. Chút nội tình trong nhà bị quét sạch không nói, toàn bộ man thú trong đường, chắc hẳn cũng thành của hắn. Rốt cuộc là một biến thái thế nào? Đường chủ đồng ý, ta sẽ xuống ngay. Nói thật, khiêu chiến 10 lồng thú vẫn rất thú vị. Hay đối phương không nói lời nào, Trương Huyền lại muốn một lần nữa nhảy xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn có nhu cầu cấp bách cần khoảng 20 giọt máu linh thú, hoàn toàn không chậm trễ được. Nếu quyết định quét phó bản, vậy tốc độ nhanh một chút. Khoan đã. Tạ Cửu Thần đường chủ vội vàng ngăn cản ở phía trước, xấu hổ cười. Tạm thời đừng có gấp, ngươi vừa xông qua 10 lồng thú, khẳng định tiêu hao không ít, không ngại nghỉ ngơi một chút lại nói. Không cần, ta không mệt, thật ra xông vào nhiều, đối với ta cũng là một loại tôi luyện. Đường chủ không cần lo lắng cho ta. Trương Huyền gật đầu. Lo lắng. Lo lắng ngươi cái chuối à. Ta là lo lắng thú đường bị ngươi làm cho suy sụp. Tạ Cửu Thần đường chủ vội vàng xua tay. Ta biết Trương thú sư ở trên con đường thuần thú, có thiên phú người bình thường khó có thể sánh bằng. Cho dù lại xông qua cũng không có việc gì. Nhưng, thu thập man thú nhiều như vậy, thật phiền toái. Nếu như ngươi không mệt, có thể để cho man thú nghỉ ngơi một hồi hay không? Nghỉ ngơi. Trương Huyền cúi đầu nhìn xuống dưới. Các ngươi mệt mỏi. Đám Tật Phong Lang. Hổ đầu thú, kim thân thiết tí viên vội vàng lắc đầu. Người xem, bọn chúng không mệt. Trương Huyền nói. Tạ Cửu Thần đường chủ hôn mê. Người nói người xem, thời điểm thuần thú, lợi hại như vậy, nói thế nào làm việc lại không có tình thương như thế. Ta vẫn từ chối, ý tứ rất đơn giản, không muốn để cho ngươi quét. Thế nào ngươi lại nghe không hiểu tiếng người. Khụ khụ, Trương thú sư, có khả năng ngươi không hiểu ý tứ của đường chủ. Nếu ngươi xông qua 10 lồng thú một lần, cũng không cần lại xông qua nữa. Thành công một lần, lại xông qua nữa, ý nghĩa cũng không lớn. Thấy hai người nói chuyện với nhau, càng lúc càng hồ đồ, Ngụy Dư Thanh trưởng lão không nhịn được mở miệng. Xông qua một lần, có thể được một giọt máu linh thú. Điều này đối với ta rất quan trọng. Trương Huyền gật đầu. Đương nhiên là có ý nghĩa. Không có ý nghĩa, ta cũng không có khả năng rảnh rỗi đến mức buồn chán. Lại xông qua thứ đồ chơi này. Ngươi, Ngụy Dư Thanh trưởng lão cũng nghẹn tới mức mặt xám xịt. Nói hàm xúc với hắn, đối phương lại trực tiếp làm rõ. Còn có thể vui vẻ chơi đùa hay không? Được rồi, ta biết ngươi khẳng định có thể thông qua. Nhưng cơ hội cũng phải lưu cho thuần thú sư khác, tiếp tục khiêu chiến 10 lồng thú, cái này thôi đi. Lại không nhịn được nữa, Tạ Cửu Thần đường chủ vung tay lên đưa ra quyết định. Cái này... Trương Huyền nhướng mày. Trong sách về từ thú đường, hắn nhìn thấy được chuyện liên quan tới 10 lồng thú, lúc này mới qua khiêu chiến. Hắn vốn tưởng rằng khiêu chiến 20 lần, máu linh thú thiên đạo kim thân tầng thứ 2 cần, lại gần đủ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương căn bản cũng không đồng ý.
không để cho ta khiêu chiến cũng có thể. Có chút do dự, Trương Huyền nhìn qua. Ta cần dùng gấp, còn cần 19 giọt máu linh thú. Ngươi xem là mua, hay làm thế nào, mới có thể có được. Còn cần 19 giọt. Tạ Cửu Thần đường chủ, Ngụy Dư Thanh trưởng lão nhìn nhau, tất cả mỗi một người đều choáng váng. Nhiều máu linh thú như vậy, nấu ăn à? Man thú bình thường, một giọt loại máu này, cũng hấp thu không được. Ngươi thì hay rồi, vừa mở miệng lại muốn 20 giọt. Chẳng lẽ, phía sau có một quân đoàn man thú? Mua thật ra có thể. Một giọt máu linh thú, bình thường báo giá là 5 khối linh thạch. Ngươi là thuần thú sư, tính rẻ cho ngươi một chút, 4 cái. Tạ Cửu Thần đường chủ nói. 4 khối linh thạch một giọt. Mắt Trương Huyền trợn trừng. Thôi đi, ta vẫn là khiêu chiến 10 lồng thú. Các ngươi nhanh chút chuẩn bị. Chương 702, Thanh Yểm Thú 2. Linh thạch thứ này, hắn còn không biết hỏi ai đòi đây. 4 khối linh thạch một giọt, ngươi trắng trợn cướp đi. Nâng cằm, Trương Huyền bắt đầu tính toán. Nếu máu linh thú thật sự đắt, sau khi khiêu chiến 20 lần 10 lồng thú, còn lại ta có thể không cần, bán tất cả lại cho các ngươi. Một ngày xông qua 100 lần, là có thể kiếm lời 400 khối linh thạch. Kiên trì một tháng, lại có hơn 1 vạn. Hai vị đại lão thú đường phát điên. Đại ca, người đây không phải là chưa chơi chết thú đường tại Hiên Viên Vương quốc chúng ta, thì chưa từ bỏ ý định sao? Thù gì oán gì, khiến cho ngươi ngoan độc như vậy? Được, được, ngươi muốn 20 giọt máu linh thú, ta có thể cho ngươi. Chỉ có điều, có một điều kiện trước tiên. Nghẹn tới mức ngực sắp nổ mạnh, đột nhiên ánh mắt Tạ Cửu Thần nhất thời sáng lên, nghĩ đến một biện pháp. Hắn vẫy bàn tay một cái, khẽ nói. Trước không nói để cho đối phương quét xuống như vậy, thú đường sớm hay muộn sẽ sụp đổ. Nếu thật sự làm như vậy, mình nhất định sẽ lập tức trở thành trò cười cho vương quốc phong hào xung quanh, mắt mặt tới chết. Điều kiện trước tiên. Không sai, thú đường chúng ta vừa thu được một con man thú, khó có thể thuần phục. Nếu như ngươi có thể nghĩ biện pháp khiến cho nó ra sức vì thú đường, đừng nói 20 giọt máu linh thú, cho dù cho thêm ngươi 10 giọt, cũng không tính là gì cả. Tạ Cửu Thần nhìn qua. Đương nhiên, nếu như ngươi không có cách nào thành công, chuyện khiêu chiến 10 lồng thú, lúc đó thôi đi, sau này đừng nhắc lại nữa. Cho thêm 10 giọt. Ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên. Được, ta đáp ứng. Nhìn bộ dạng đối phương một mực từ chối, tiếp tục khiêu chiến 10 lồng thú nhất định là không được. Nếu đối phương đưa ra loại điều kiện này, không đáp ứng mới thật khờ. Thêm 10 giọt, chẳng khác nào xuất hiện thêm 40 khối linh thạch. Thuần phục một con man thú mà thôi, tuyệt đối là kiếm lời lớn. Không đáp ứng, chính là bản thân ngươi bỏ quyền. Sau này chuyện khiêu chiến 10 lồng thú, đừng nói nữa. Tạ Cửu Thần đường chủ vẫy bàn tay một cái, nói được phân nửa sửng sốt, trợn tròn mắt. Ngươi nói cái gì, đồng ý? Đồng ý, vì sao không đồng ý? Trương Huyền gật đầu. Nhưng, ngươi biết ta muốn ngươi thuần phục man thú cấp bậc gì đâu, ngươi đã đáp ứng. Tạ Cửu Thần cũng sắp kéo râu mép xuống. Hắn là một thuần thú sư tam tinh, đường đường là cường giả chí tôn đỉnh phong còn không có cách nào thuần phục man thú, ngươi liền trực tiếp đáp ứng. Ban đầu còn nghĩ sử dụng phép khích tướng gì đó, dẫn tới đối phương rút lui. Dù sao, hắn cũng thuần phục không được, hắn không tin đối phương cũng có thể làm được. Hắn cố ý nói như vậy, chỉ là khiến cho đối phương không đánh chủ ý vào 10 lồng thú mà thôi. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, còn chưa nói dứt lời đối phương lại đồng ý. Cần gì quan tâm nó cấp bậc gì? Trương Huyền xua tay. Cấp bậc gì với hắn mà nói, thật sự không có vấn đề gì. Mấu chốt nhất chính là, chỉ cần có đủ máu linh thú là được. Được. Thấy người này tự tin như vậy, Tạ Cửu Thần có chút do dự. Thật ra không khác mấy với tin tức phong đường chủ nhận được tin tức. Bọn họ đột nhiên sớm tiến hành trận thi đấu lớn thuần thú, trên thực tế chính là muốn tập hợp thiên tài thuần thú của toàn bộ vương quốc. Xem có thể tìm được phương pháp thuần phục con man thú này hay không. Người trước mắt này có thiên phú thuần thú như vậy, trong thời gian nháy mắt là có thể thuần phục Tật Phong Lang. Có lẽ hắn thật sự có thể nghĩ được biện pháp thích hợp. Chỉ cần có thể thuần phục con man thú này, cho dù trả giá lớn là 20 giọt máu linh thú, cũng thật sự không tính là gì cả. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem. Có quyết định, Tạ Cửu Thần không giàu dĩ trong vấn đề này nữa. Hắn tùy tiện gọi qua một vị trưởng lão, căn dặn một tiếng, cùng Ngụy Dư Thanh đi về phía sâu bên trong thú đường. Biết đây là kiếm cơ hội lấy máu linh thú,
Trương Huyền cũng không chậm trễ, theo sát phía sau. Lão sư, thiếu gia, đám người Triệu Nhã, Tôn Cường đuổi theo. Cùng đi, biết không có gì phải giấu giếm mấy người này, Trương Huyền cũng không nói nhiều. Mấy người dọc theo con đường đi tới, chỉ chốc lát, bọn họ lại đi đến một cái viện rộng. Tường viện cao vút rất già, chừng hơn 10 thước, xây dựng giống như tường thành, bên trong có sương mù mờ ảo. Vừa nhìn đã biết có bố trí trận pháp lợi hại. Con man thú này đang ở bên trong, ta nói trước một tiếng, hiện tại từ chối còn kịp. Dừng lại ở bên ngoài viện, thần sắc Tạ Cửu Thần ngưng trọng, nói. Là con thanh yểm thú, toàn bộ thú đường chúng ta tốn cái giá cực lớn mới bắt được nó. Trong cơ thể nó nắm giữ huyết mạch loãng của long tộc, cương quyết không chịu tuân theo, gần như không có cách nào thuần phục. Thanh yểm thú, man thú nửa bước hóa phàm cảnh. Trương Huyền sửng sốt, tiêu hóa sách của thú đường, hắn biết loại man thú này. Được xưng là một trong những man thú cường đại nhất dưới linh thú, trong cơ thể nắm giữ huyết mạch loãng của long tộc, vô cùng cường đại. Cường giả hóa phàm cảnh sơ kỳ cũng có thể đánh một trận. Thú đường này tự nhiên bắt được một con như vậy qua, thật lợi hại. Không sai, con man thú này hung tàn thành tính, muốn lại gần người nó, cũng khó khăn, ta có thể dẫn các ngươi tới xem. Nếu như ngươi cảm thấy không có cách nào, liền trực tiếp từ chối. Ngàn vạn không nên mạo hiểm. Đương nhiên, nếu như từ chối, cũng phải đáp ứng, không thể tiếp tục khiêu chiến 10 lồng thú. Tạ Cửu Thần nói ra yêu cầu trước đó. Hắn sợ đối phương không thuần phục được, lại chạy về, đi khiêu chiến 10 lồng thú. Cứ như vậy, nửa ngày cố gắng chẳng khác nào uổng phí. Vào xem một chút đi. Trương Huyền khoát tay chặn lại. Tạ Cửu Thần. Ngụy Dư Thanh trưởng lão gật đầu, tìm được vị trí then chốt của trận pháp đầu, để dẫn theo mọi người đi vào. Trong viện rộng rãi bao la, xung quanh không chỉ có trận pháp, còn có lưới sắt do luyện khí sư đặc biệt chế luyện bao phủ. Một khi có man thú rơi vào trong đó, muốn đi ra ngoài, gần như không có khả năng. Đi dọc theo sân một hồi, một lồng sắt cực lớn xuất hiện ở trước mắt. Một con man thú cực lớn, cao ước chừng hơn 5 thước, chiều dài hơn 10 thước, yên tĩnh nằm trên mặt đất. Thấy có người qua, mắt nó lập tức ửng đỏ, phát ra một tiếng gào thét điếc tai nhức óc. Chương 703, thú ngữ thượng cổ 1. Tiếng kêu của nó giống như phải đâm rách lỗ tai người ta, khiến khí tức của người ta không có thực, thân thể không kìm lòng được lảo đảo. Trong đám người Viên Đào, Tôn Cường tu vi yếu kém, bị kích thích, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Dưới tiếng gào thét trùng kích, dĩ nhiên bọn họ bị thương. Các ngươi đi ra ngoài trước. Biết man thú cường đại, cho dù không động thủ, chỉ dựa vào tiếng hô là có thể lập tức giết chết người, Trương Huyền khoát tay áo. Sắc mặt đám người Tôn Cường, Viên Đào nhất thời đỏ lên, lui ra ngoài. Con này, chính là thanh yểm thú. Sắc mặt Tạ Cửu Thần đường chủ cũng trở nên đầy nghiêm trọng. Con thanh yểm thú này quá mức cường đại, hắn cũng không phải là đối thủ. Nếu không phải trong lồng sắt có chứa trận pháp đặc biệt, sân lại bố trí thiên la địa võng, chỉ sợ nó đã sớm trốn. Linh thú đã nắm giữ linh tính không kém gì nhân loại. Đạt được loại cấp bậc như vậy, thậm chí có thể chủ động tu luyện, nâng cao tu vi. Con thanh yểm thú trước mắt này cho dù không đạt được cấp bậc linh thú, lại không kém bao xa. Hơn nữa trong cơ thể nó nắm giữ huyết mạch long tộc, thực lực mạnh mẽ, không phải cơ duyên xảo hợp, cho dù có 10 người hắn, cũng khó mà bắt được. Bị thương. Liếc mắt thoáng nhìn, Trương Huyền nhăn mày lại. Ừ. Tạ Cửu Thần gật đầu. Cái gọi là cơ duyên xảo hợp, chính là con này vừa vặn bị thương, mới bị bọn họ bắt được. Chỉ có điều, nhìn tốc độ đối phương khôi phục, sợ rằng không cần một tháng là có thể hoàn toàn khôi phục. Trong lúc này, không có cách nào thuần phục nó, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó rời đi. Chính vì vậy, mới không tiếc sớm trận thi đấu lớn thuần thú, tìm kiếm biện pháp thuần phục. Nó không phải là bị người gây thương thích, mà là trùng kích linh thú thất bại. Tạ Cửu Thần giải thích. Trương Huyền gật đầu. Đúng là như thế. Cho dù không cần thiên đạo đồ thư quán, mắt minh lý, dựa vào tri thức hắn đối với thuần thú, cũng có thể nhìn ra. Nửa bước linh thú giống như cường giả nhân loại, rất hy vọng có thể bước vào một bước cuối cùng, từ cá chép hóa rồng, sinh mạng lại không còn gông cùm xiềng xích. Con thanh yểm thú này không chỉ được kỳ ngộ gì đó mạnh mẽ trùng kích, kết quả dẫn đến thất bại, mới biến thành bộ dạng này. Thân thể khó có thể nhúc nhích. Chỉ có thể dựa vào tiếng gầm rú trấn áp kẻ địch. Bằng không, nửa bước linh thú, một khi tức giận,
nửa bước hóa phàm cũng không chịu được. Đám người Tạ Cửu Thần lại làm sao có thể bắt được, nhốt nó ở chỗ này. Chỉ cần tìm được phương pháp thuần phục, cho dù không cần tự mình ra tay, để cho chúng ta tới cũng được. Chỉ cần phương pháp làm được, cũng cho ngươi 20 giọt máu linh thú. Giải thích xong, Tạ Cửu Thần nói ra yêu cầu. Thực lực của đối phương bày ra ở nơi đó, thuần phục một con man thú cấp bậc nửa bước hóa phàm, khẳng định rất khó làm được. Chỉ có điều, có thể tìm được phương pháp là được. Cho dù để cho hắn hoặc toàn bộ tất cả thuần thú sư tam tinh của thú đường ra tay, chỉ cần có thể thành công, cũng không tính là gì cả. Bởi vì thuần phục một con man thú như vậy, thực lực của toàn bộ thú đường đều sẽ gia tăng rất lớn. Đừng nói sử dụng 20 giọt máu linh thú, cho dù tổn thất lớn hơn nữa, cũng có thể tiếp nhận. Tìm được phương pháp. Không nghĩ tới đối phương yêu cầu đơn giản như vậy, Trương Huyền thoáng sửng sốt một chút, bàn tay ngăn lại. Được rồi, người qua đánh cho nó ngất xỉu, sau khi ta nghiên cứu qua, lại có thể cho ngươi biện pháp. Con trước mắt này quá mạnh mẽ, mắt minh lý không dùng được, chỉ có thể sử dụng thiên đạo đồ thư quán. Đồ thư quán yêu cầu chính là đối phương thi triển võ kỹ hoặc ngất đi. Hiện tại con này nằm trên mặt đất, dậy cũng không dậy nổi, có khả năng thi triển võ kỹ là số 0, gầm rú lại không thuộc về phạm trù võ kỹ. Muốn xuất hiện chỗ thiếu hụt, cũng chỉ có thể khiến cho hắn hôn mê. Nói cách khác, chỉ cần nó té xỉu, lại có biện pháp tìm được chỗ thiếu hụt, cũng tiến hành nhằm vào, thuận tiện thuần phục hắn. Đánh ngất xỉu. Chương 704, Thú ngữ thượng cổ 2. Vốn tưởng rằng đối phương có thể có phương pháp gì tốt. Vừa nghe nói như thế, lông mày Tạ Cửu Thần, Ngụy Dư Thanh lại giật. Trong cơ thể nó có huyết mạch long tộc, đánh ngất đi. Bọn họ cũng phải có bản lĩnh này mới được. Huyết mạch long tộc, năng lực khôi phục mạnh mẽ, phòng ngự càng tốt hơn. Nửa bước linh thú, cường giả nửa bước hóa phàm, cũng rất khó đánh ngất xỉu, càng chưa nói bọn họ. Làm không được. Trương Huyền nhăn mày lại. Không thể thi triển võ kỹ, lại không đánh choáng váng được, chuyện càng khó giải quyết. Vẫn là, nghĩ một biện pháp khác. Tạ Cửu Thần nói. Trương Huyền vò đầu. Thuần thú mặc dù có rất nhiều thủ đoạn, nhưng thanh yểm thú tính cách cao ngạo, ngay cả vị đường chủ này còn không có cách nào thuần phục. Hắn thực lực như vậy, có thể có biện pháp nào? Cho dù có chân khí thiên đạo, có thể giúp man thú nâng cao, cũng không thể chênh lệch quá lớn. Nửa bước hóa phàm thật sự quá mạnh mẽ. Chân khí của hắn, đối với đối phương hoàn toàn không có chút hiệu quả nào, tất nhiên cũng không có khả năng khiến cho nó hứng thú. Ý kiến của ta, vẫn là đánh bất tỉnh. Suy nghĩ hồi lâu, thật sự nghĩ không ra biện pháp, Trương Huyền không thể làm gì khác hơn là nói lần nữa. Thật sự không có chủ ý gì tốt. Tạ Cửu Thần, Ngụy Dư Thanh. Thật ra, chúng ta cũng nghĩ ra một biện pháp, đáng tiếc, không có cách nào thành công. Một lát sau, Tạ Cửu Thần nói. Trương Huyền nhìn qua. Thanh yểm thú muốn trùng kích linh thú, nhất định là biết phương pháp trùng kích. Loại phương pháp này, cơ bản đều là do linh thú thượng cổ lưu lại. Nếu như có thể tìm được một vị thuần thú sư biết thú ngữ thượng cổ, khẳng định trong lòng tồn tại kính nể, e sợ, còn muốn thuần phục lại dễ dàng. Tạ Cửu Thần nói. Thú ngữ thượng cổ. Thuần thú sư có thể dễ dàng trao đổi cùng man thú của mình. Nhưng trao đổi cùng man thú khác sẽ đặc biệt phiền phức. Thiên nhân Khổng Sư, năm đó từng lưu lại thú ngữ quyển. Chỉ cần học được, có thể cùng linh thú tùy ý trao đổi. Con này mặc dù không phải là linh thú, lại bước vào nửa bước, hơn nữa trên thân có huyết mạch long tộc. Đối với loại ngôn ngữ này chắc hẳn là tinh thông, bằng không, cũng không có khả năng học tập biện pháp linh thú thượng cổ lưu lại. Ánh mắt Tạ Cửu Thần nghiêm trọng, chậm rãi nói. Nếu như chúng ta có người cũng có thể tinh thông, có thể cùng nó tiến hành giao lưu, biết nó muốn cái gì, thuần phục cũng sẽ dễ dàng hơn không ít. Trương Huyền gật đầu. Chuyện thú ngữ thượng cổ, trong sách thú đường ở Huyền Lạc Sơn Mạch, đã từng có một phần giới thiệu. Chỉ có điều, người tinh thông, hoặc là không xuất thế, hoặc là coi trọng đồ của mình, không có truyền ra ngoài. Hơn nữa cơ bản chỉ có một ít thuần thú sư cao cấp nắm giữ ở trong tay. Chính vì vậy, những thuần thú sư này có khả năng khiến man thú dễ dàng tin tưởng và nghe theo, khiến cho nó cúi xuống nghe lệnh. Thú đường chúng ta, có loại sách liên quan tới thú ngữ này hay không? Trương Huyền không nhịn được hỏi. Có thì có, chỉ có điều đều là niên đại đã lâu, hơn nữa còn có rất nhiều chỗ sở đồ thế hệ sau suy đoán ra được, không có cách nào công nhận là thật hay giả.
Tạ Cửu Thần đường chủ cười gượng lắc đầu. Thú ngữ thượng cổ tuy rằng thất truyền, vẫn có không ít âm tiết, chữ lưu truyền tới nay. Nhưng, chỉ biết những điều này cũng vô dụng, trước đó không nói chính xác hay không, cho dù chính xác, không biết ý tứ, cũng chỉ là vô nghĩa. Vô số tiền bối thú đường, không ít người chuyên môn nghiên cứu qua, nhưng đều nghe truyền nhau có được, từ ngữ không diễn đạt được ý, sai lầm xuất hiện nhiều lần. Bất kỳ ai cũng không có cách nào phân rõ thật hay giả. Lâu ngày, cũng sẽ không người nào tiếp tục nghiên cứu nữa. Có thể dẫn ta đi xem hay không? Ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên, trong lòng thoáng động. Người khác không phân rõ được, hắn lại không giống. Nắm giữ thiên đạo đồ thư quán, chỉ cần có sách, là có thể dễ dàng nhìn ra chính xác hay không. Người khác khó có thể nhận chính xác sai lầm, hắn lại dễ như trở bàn tay. Chương 705, hợp nhất hai ngôn ngữ kỳ quái 1. Ngươi muốn xem những quyển sách này. Tạ Cửu Thần đường chủ, Ngụy Dư Thanh trưởng lão nhìn nhau, mỗi người đều không hiểu ra sao. Thú ngữ thượng cổ có uy phong mấy đi nữa, cũng không có đặc biệt truyền thừa, xác suất chỉ dựa vào đọc sách là có thể học được, gần như là số 0. Trước đó không nói trên sách đánh dấu âm tiết có chính xác hay không. Cho dù chính xác, không tay bắt tay dạy dỗ, cũng uổng công. Mấu chốt nhất chính là, phương thức thú ngữ thượng cổ phát ra tiếng và yết hầu nhân loại hoàn toàn khác nhau, không có phương pháp vận chuyển chân khí đặc biệt, muốn nói ra, hoàn toàn là người si nói mộng. Vô số tiền bối thú đường đều thí nghiệm qua, không một người nào thành công. Người này lại mở miệng muốn xem sách, không biết là si tâm vọng tưởng, muốn học thứ này. Ừ, Trương Huyền gật đầu. Cái này, Tạ Cửu Thần đường chủ có chút do dự, trong lời nói mang theo sự khuyên can. Học tập thú ngữ thượng cổ, không phải chuyện một lát là xong. Không có người truyền thụ, mạnh mẽ học tập, ta sợ làm không tốt còn có thể khiến bản thân bị trọng thương. Ta lại tùy tiện nhìn, vạn nhất thành công, có lẽ lại có thể thuần phục con này. Trương Huyền thản nhiên cười khẽ một tiếng. Thấy hắn kiên trì, Tạ Cửu Thần đường chủ nhăn mày lại, thoáng hiện ra vẻ không vui. Người này thoạt nhìn thật thông minh, sông 10 lồng thú, thiên phú thực lực cũng là tuyệt đỉnh. Thế nào hồ đồ, đầu óc lại bệnh như thế. Thú ngữ thượng cổ là tùy tiện đọc sách, có thể học được. Nếu quả thật là như vậy, thuần thú sư có thể biết thú ngữ cũng sẽ không ít như vậy. Còn vạn nhất thành công, nếu có thể thành công, đám người mình còn cần giàu dĩ như vậy sao? Đùa gì thế? Sách thú đường, có thể tùy tiện nhìn. Ngụy trưởng lão, người dẫn hắn đi. Mặt khác, 10 lồng thú không thể lại tiếp tục xông qua. Cố nén cảm giác không hài lòng, Tạ Cửu Thần đường chủ nói. Được. Trương Huyền gật đầu. Cho dù thú đường có rất nhiều man thú, muốn gom đủ man thú cho mình khiêu chiến, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Liên tục xông qua 20 lần, khẳng định là không thể nào. Vừa rồi sở dĩ hắn kiên trì, đã muốn lấy lui làm tiến, làm cho đối phương nói ra biện pháp tốt hơn. Ở trước mặt thanh yểm thú lại đợi một hồi, phát hiện không tìm được phương pháp tốt hơn, lúc này Trương Huyền mới đi theo phía sau Ngụy Dư Thanh trưởng lão, đi tới tàng thư khố. Sách liên quan tới thú ngữ thượng cổ, vô cùng hỗn loạn. Bản thân ngươi tìm đi. Đưa tới cửa, Ngụy trưởng lão khoát tay áo. Hắn và Tạ Cửu Thần đường chủ có cái nhìn giống nhau, đọc sách đã muốn học được thú ngữ thượng cổ. Nằm mộng to đầu gì chứ? Nếu như thứ này dễ dàng, thuần thú sư thú ngữ cũng lại không đáng giá. Thấy vẻ mặt hắn bất đắc dĩ rời khỏi, Trương Huyền vừa vặn vui vẻ thanh nhàn, nhấc chân đi vào. Tàng thư khố của thú đường tại Hiên Viên Vương quốc, rõ ràng khổng lồ hơn so với Huyền Lạc Sơn mạch không ít. Vô số giá sách dựng đứng sừng sững trong đó. Nếu đã tới, hắn cũng lười đi tìm lần lượt, ngón tay lại xẹt qua, nhanh chóng chạy. Xem ra tuổi vẫn còn nhỏ, thiếu niên đắc chí, nóng nảy không ổn định. Một lần nữa trở lại sân, Ngụy Dư Thanh lắc đầu. Chưa đủ 20 tuổi, liền trở thành thuần thú sư nhị tinh, ôm thủ đoạn có thể chiến đấu cùng man thú chí tôn sơ kỳ, có chút ngạo khí là bình thường. Chỉ có điều, tùy tiện đọc sách, đã muốn học tập thú ngữ, vẫn là xem thuần thú sư quá đơn giản. Tạ Cửu Thần đường chủ, thản nhiên nói. Ban đầu, hắn ôm hy vọng rất lớn đối với người thanh niên ngang trời xuất thế này. Kết quả, nghe đối phương đưa ra phương pháp, thiện cảm biến mất không thấy bóng dáng. Đánh thanh yểm thú ngất xỉu. Đùa gì vậy? Muốn thuần phục man thú, cần phải hiểu tập tính, nghiên cứu sở thích của đối phương. Mạnh mẽ đánh ngất xỉu sẽ chỉ khiến nó chán ghét. Người này vốn lại cao ngạo, không tốt thuần phục, thật muốn làm như vậy, sau đó thuần phục,
khả năng thành công chỉ sợ cũng là không. Đúng vậy. Ngụy Dư Thanh trưởng lão gật đầu. Không nói hắn nữa, bên ngoài hiệu quả sông 10 lồng thú như thế nào? Tạ Cửu Thần nhìn qua. Bọn họ đi tới nơi này, nghiên cứu làm thế nào thuần phục thanh yểm thú, 10 lồng thú cũng không nhàn rỗi. Không ít thiên tài của Hiên Viên Vương quốc lần đầu tiên tới, thấy có người dễ dàng thông qua, tất cả đều hứng thú tăng cao, muốn xông qua một chút thử xem. Thời gian ta qua, có liếc mắt thoáng nhìn, hiệu quả, không tốt lắm. Ngụy Dư Thanh trưởng lão cười khổ. Đưa Trương Huyền đi tàng thư khố xong, hắn đặc biệt liếc mắt thoáng nhìn qua, nhất thời cười khổ không thôi. Nhìn thấy được vị trương thú sư này đánh Tật Phong Lang một trận, lại dễ dàng qua cửa ải, còn dẫn tới đàn sói triều bái, mấy thiên tài xông qua ải trước, cũng khí thế hung hăng tiến lên. Sau đó, đã bị đàn sói đánh cho giống như đầu heo và ném ra. Có hai người thậm chí thiếu chút nữa bị cắn chết. Trong đó rất thiên tài lợi hại, xông qua cửa ải Tật Phong Lang, đi tới trước mặt hổ đầu thú. Trông mèo vẽ hổ, bọn họ cũng đánh một quyền đối với trên bụng người ta. Kết quả bị lập tức chấn động gãy cánh tay, thiếu chút nữa bị hổ đầu thú chụp được, đè chết. Không đến nửa canh giờ, đã hao tổn không dưới 10 vị thiên tài, gần như cửa thứ nhất cũng không qua, lại nằm ở trên mặt đất. Ngay cả đám người Giang Nam Bình, Phương Thiến, là đường danh tiếng rất vang dội, cũng xông vào. Trong bọn họ, có người thực lực còn cao hơn Trương Huyền, cũng không thông qua cửa thứ nhất, đã bị đánh thương. Tật Phong Lang ở trước mặt Trương Huyền, dịu ngoan giống như chó Nhật. Vốn tưởng rằng không được tốt lắm. Dù thế nào cũng không nghĩ tới, nhìn thấy bọn họ, chúng hung bạo mạnh mẽ tới rối tinh rối mù, hận không thể ăn người. 10 lồng thú nếu như dễ dàng thông qua như vậy, cũng không đến mức trong thời gian ngàn năm, vẫn không có tin tức tốt. Tạ Cửu Thần lắc đầu. Độ khó của 10 lồng thú, hắn biết rất rõ, cũng không vì Trương Huyền thông qua đơn giản, mà có điều khinh thường. Ừ, Ngụy Dư Thanh trưởng lão gật đầu. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, nói. Đúng rồi, trương thú sư khiêu chiến 10 lồng thú huyên náo đến mức động tĩnh quá lớn. Ta sợ, thi đấu thuần thú của chúng ta sau này, cho dù tổ chức, cũng không có ý nghĩa gì nữa. À, Tạ Cửu Thần sửng sốt. Trương thú sư tuổi không lớn lắm, hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn trận thi đấu lớn thuần thú. Khiêu chiến 10 lồng thú thành công, dẫn tới không ít thiên tài đều nóng lòng muốn thử, cũng muốn xông một chút thử xem. Chỉ cần thông qua, tất nhiên danh tiếng vang xa. Ngụy Dư Thanh cười khổ. Ý tứ của ngươi, tất cả mọi người xem vị trương thú sư này, trở thành mục tiêu khiêu chiến. Cho dù thi đấu thuần thú sau đó có tiến hành, có người được quán quân, chỉ cần không làm được khiêu chiến 10 lồng thú, cũng sẽ không được tán thành. Tạ Cửu Thần kịp phản ứng. Trước mặt châu ngọc quá chói mắt, gạch ngói vụn phía sau sẽ không được người nhìn tới. Vị trương thú sư này, rõ ràng chính là loại châu ngọc này. Một hơi xông qua 10 lồng thú, phá tan kỷ lục nghìn năm. Nếu như không ai đuổi kịp, cho dù tiếp sau có ai nhận được quán quân của trận thi đấu lớn thuần thú, tất nhiên cũng sẽ buồn bã thất sắc, không có nửa phần hào quang nào đáng nói. Đúng vậy. Ngụy Dư Thanh gật đầu. Cái này. Tạ Cửu Thần cười khổ. Thật ra cũng không phải hắn sơ suất, người kia vừa đến, lại muốn xông qua 10 lồng thú. Ai cũng không nghĩ tới hắn có thể thành công, hơn nữa còn đơn giản như vậy. Như vậy đi, bây giờ ngươi phát mệnh lệnh, nói. Nội dung thi đấu thuần thú lần này chính là xông 10 lồng thú. Ai có thể thông qua, chính là quán quân. Do dự một lát, Tạ Cửu Thần phân phó một câu, nói tiếp. Còn có, đi điều tra một chút xem trương thú sư này thuộc về phân bộ nào. Nếu như lại không có ai thông qua, hắn chính là quán quân. Được, Ngụy Dư Thanh gật đầu. Cũng chỉ có thể như vậy. Đương nhiên, nếu như để cho Trương Huyền biết, hắn vì máu linh thú khiêu chiến 10 lồng thú, còn có khả năng nhận được một quán quân trong trận thi đấu thuần thú, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Chỉ có điều, hắn không có nhiều thời gian suy nghĩ. Hắn đang nhăn mặt nhíu mày, vẻ mặt bất đắc dĩ. Trải qua một ngày, cuối cùng hắn đã thu tất cả tàng thư khố của thú đường vào đồ thư quán. Tiến vào nơi đây. Còn muốn tìm kiếm sách thú ngữ thượng cổ lại đơn giản. Chỉ là, nhìn xong những cái này mới biết được, vì sao Tạ Cửu Thần cảm thấy không có khả năng thành công. Các đời trước quả thật lưu lại không ít sách liên quan tới thú ngữ thượng cổ, cũng chi chú rất nhiều âm tiết. Đáng tiếc, thông qua đồ thư quán kiểm tra, chính xác, tự nhiên không vượt quá 10 chữ. Không vượt quá 10 chữ, hình thành ngôn ngữ thế nào? Mấy trăm quyển sách liên quan tới thú ngữ,
không vượt quá 10 chữ chính xác. Thảo nào vô số người cũng không thể thành công, lại với loại xác suất chính xác này, có thể thành công mới thực sự gặp quỷ. Xem ra, muốn học tập thú ngữ thượng cổ, là không thể nào. Hắn lắc đầu, đầy thất vọng. Còn tưởng rằng thông qua thiên đạo đồ thư quán, có thể học tập một môn kiến thức mới, sau này thuần thú cũng thuận tiện hơn không ít. Hiện tại xem ra, hắn vẫn quá coi thường thứ này. Thú ngữ thượng cổ, vì Khổng Sư sáng chế, nếu như có thể học được đơn giản như vậy, cũng sẽ không gây khó cho vô số thuần thú sư. Ừ, vậy còn có một quyển liên quan tới ngôn ngữ. Thở dài một tiếng, hắn đang định rời khỏi tàng thư khố, nghĩ biện pháp thuyết phục Tạ Cửu Thần, nghĩ mọi biện pháp đánh ngất xỉu thanh yểm thú, mắt đột nhiên rơi vào một góc khuất trong gian phòng. Trong góc vẫn đặt một quyển sách thật dày, phía trên chỉ có hai chữ, ngôn ngữ, thể cổ, cũng không viết quá nhiều chữ. Bởi vì để ở vị trí quá khuất, vừa rồi hắn vẫn không chú ý tới. Hai bước tới trước mặt, tiện tay rút ra. Độ dày của quyển sách này chừng 10 ngón tay, phía trên đầy bụi bặm, trang giấy cũng có chút ố vàng, có vẻ cũ kỹ không chịu nổi, hình như không biết đã đặt ở nơi đây bao nhiêu năm, không có người từng lấy ra. Chỗ thiếu hụt. Chương 706, hợp nhất hai ngôn ngữ kỳ quái 2. Hắn lười mở ra, tinh thần thoáng động, một quyển sách tương đồng xuất hiện ở trên giá sách của đồ thư quán. Ừ, đây không phải là thú ngữ thượng cổ sao? Tiện tay mở ra, liếc mắt thoáng nhìn, Trương Huyền sững sờ ở tại chỗ. Chỉ thấy trên sách ghi chí chít một loại ngôn ngữ phát âm và giới thiệu đặc biệt, nhưng so với thú ngữ thượng cổ đã xem qua trước đó, hoàn toàn khác nhau. Cụ thể là ngôn ngữ gì, phía trên không viết rõ ràng, đồ thư quán cũng không ghi rõ. Chính xác tổng cộng có 3 âm tiết. Lật quyển sách một lần. Quyển sách dày 10 ngón tay, viết kỹ càng tỉ mỉ trên ngàn âm tiết. Chỉ có điều, căn cứ đồ thư quán biểu hiện, chính xác chỉ có 3. Chính xác. Tinh thần hắn thoáng động, phương pháp chân khí lưu chuyển liên quan tới lúc phát âm, tập hợp cùng một chỗ, hình thành một quyển sách. Thử xem 3 âm tiết này. Có phương pháp chính xác, Trương Huyền hít sâu một hơi, chân khí vận chuyển trong cơ thể dựa theo phương pháp đồ thư quán tổng kết ra. Hồng. Trong miệng phát ra âm thanh, một trận chấn động mãnh liệt, thân thể không tự chủ được lắc lư, trước mắt biến thành màu đen. Đây, là ngôn ngữ gì, thế nào lại lợi hại như vậy? Mở miệng thở hổn hển, Trương Huyền thiếu chút nữa ngất đi. Hắn lại đọc một âm tiết, khiến cho chân khí trong cơ thể hắn thiếu chút nữa tiêu hao sạch sẽ. Hơn nữa, còn có một loại cảm giác, nếu không phải chân khí thiên đạo vô cùng tinh thuần, cho dù phương pháp chính xác, cũng không có khả năng phát ra âm thanh. Hơn nửa ngày thông qua nghiên cứu thú ngữ thượng cổ, hắn biết loại ngôn ngữ này rất khó phát ra. Nhưng chỉ cần tìm được phương thức vận chuyển chân khí chính xác, muốn lưu loát nói ra vẫn rất đơn giản. Nhưng vừa nói cái này, chỉ một âm tiết, thiếu chút nữa khiến cho hắn chết. Khó tránh khỏi quá đáng sợ. Có người nói, ngôn ngữ càng lợi hại, càng khó nói ra. Nhu cầu đối với mức độ chân khí tinh thuần cũng càng cao hơn. Chẳng lẽ, cái âm tiết này rất lợi hại sao? Ánh mắt hắn nhất thời sáng lên. Tuy rằng kỳ quái, nhưng trong lòng hắn hết sức kích động. Thông qua đọc sách, hắn biết đại lục danh sư, không phải chỉ có một loại nhân loại. Có rất nhiều chủng tộc cùng tồn tại, cũng các có các ngôn ngữ. Chủng tộc càng lợi hại, ngôn ngữ càng cường đại, yêu cầu đối với mức độ chân khí tinh thuần cũng lại càng cao. Chân khí thiên đạo, tuyệt đối là tồn tại chân khí trên tam phẩm đỉnh phong. Dù vậy, nói ra cũng khó khăn như vậy. Ba âm tiết này, rốt cuộc là ngôn ngữ gì, lợi hại như vậy? Nghiên cứu nửa ngày, phát hiện tác giả của quyển sách cũ này, cũng không biết rốt cuộc là loại ngôn ngữ nào. Thậm chí, ngay cả phát ra tiếng cũng không phát ra được, lúc này hắn mới lắc đầu không tiếp tục nữa. Nhất định là không trông cậy được vào thú ngữ thượng cổ. Lăn qua lăn lại nửa ngày, vốn tưởng rằng có thể học được thú ngữ thượng cổ, thắng lợi trở về. Kết quả chỉ học không được 10 âm tiết, thậm chí chỉ biết phát âm, ngay cả ý gì cũng không biết. Suy nghĩ một chút cũng choáng váng. Chờ một lát đi qua xem thử, có thể dựa vào mấy chữ này lừa gạt con thanh yểm thú kia hay không. Nếu có thể thành công, lại đơn giản, lừa gạt không được, cũng chỉ có thể tìm những biện pháp khác. Hắn duỗi người đi ra khỏi tàng thư khố, đi nhanh về phía viện của thanh yểm thú. Tuy rằng không học được mấy chữ, nhưng có đồ thư quán, có thể xác nhận, đây tuyệt đối là thú ngữ thượng cổ phát âm, hoàn toàn không có sai lầm. Cùng lắm thì đi qua thử một chút, xem có thể lừa gạt ở đối phương hay không. Nếu chẳng may thành công,
chẳng khác nào 20 giọt máu linh thú tới tay. Không thành công, cái này còn không có đánh cho nó choáng váng được sao? Trương thú sư. Thời gian không lâu, hắn đã đi tới viện, còn chưa tiến vào trong, hắn liền thấy lúc trước viện vắng vẻ, lúc này đông như chảy hội, bóng người điên cuồng lao ra. Rất nhiều thuần thú sư trước đó nhìn thấy được ở sân 10 lồng thú, tự nhiên đều tới nơi đây. Chuyện gì xảy ra? Hắn đầy nghi ngờ đi vào, tự nhiên ở trong đám người thấy được hai bóng người quen thuộc. Trương thú sư. Đối phương cũng thấy được hắn, tiến lên nghênh đón. Phong đường chủ, vương thú sư, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Huyền lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Hai vị này chính là đám người phong đường chủ ở Huyền Lạc Sơn Mạch. Tại sao lại ở đây? Phong đường chủ, vương thú sư ho khan một tiếng. Thi đấu thuần thú diễn ra sớm, chúng ta không liên lạc được với ngươi, lại qua sớm. Thi đấu thuần thú diễn ra sớm. Trương Huyền chớp mắt. Nếu đối phương không nói, hắn cũng quên mất chuyện này. Hắn vừa từ Thiên Vũ Vương quốc đến liền vọt vào 10 lồng thú, sau đó là tàng thư khố. Hắn cũng không biết tin tức thi đấu thuần thú diễn ra sớm. Lại nói, trước đây hắn cũng không thực sự đáp ứng. Cho dù lỡ hẹn cũng không tính là gì cả. Ngươi không biết. Nhìn thấy được vẻ mặt hắn mơ hồ, hai đại thuần thú sư đều thoáng lảo đảo một cái. Không biết. Trương Huyền lắc đầu. Nhưng, ngươi là quán quân của lần so tài này. Hai đại thuần thú sư nắm tóc. Có nhầm hay không, lại ở thời điểm vừa rồi. Tạ cửu thần đường chủ đã tuyên bố, Trương Huyền là quán quân trận thi đấu lớn thuần thú lần này. Còn đặc biệt tìm bọn họ nói chuyện, chúc mừng một hồi. Hắn cũng đạt được đến quán quân, thậm chí ngay cả trận thi đấu lớn khi nào thi đấu cũng không biết. Ngươi dám lại mơ hồ hơn một chút nữa sao? Quán quân gì? Không chỉ hai người bối rối, Trương Huyền cũng không hiểu ra sao. Ta ngay cả thi đấu tiến hành khi nào cũng không biết, khi nào được quán quân. Lần này nội dung trận thi đấu lớn thuần thú là khiêu chiến 10 lồng thú. Hiện nay trong toàn bộ phạm vi Hiên Viên Vương quốc, chỉ có một mình ngươi thành công. Cho nên, thành quán quân cũng là chuyện đương nhiên. Thấy hắn thực sự cái gì cũng không biết, phong đường chủ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ giải thích. Hắn trở thành quán quân như vậy, cũng thực sự làm cho người ta không nói được lời nào. Huyền Lạc Sơn Mạch bọn họ mỗi lần thi đấu, đều tuyển chọn xung quanh, muốn chuẩn bị tranh lấy thứ tự tốt. Kết quả, lại vẫn không thành công. Người này thì hay rồi. Nhận được quán quân, chính mình cũng không biết. Chuyện gì thế này? Hóa ra là như vậy. Quán quân có thể có phần thưởng chứ? Nghe được khiêu chiến 10 lồng thú là có thể nhận được quán quân, Trương Huyền cũng có chút bất đắc dĩ. Ngay lập tức ánh mắt hắn nhất thời sáng lên, không nhịn được nhìn qua. Vô địch hay không vô địch với hắn mà nói không có vấn đề gì. Quan trọng nhất chính là, thưởng. Nếu như có thể thưởng 20, 30 giọt máu linh thú, cũng sẽ không cần khó khăn như thế. Thưởng là 5 khối linh thạch, ta đã giúp ngươi nhận lấy. Ngươi kiểm tra một chút. Nói xong, phong đường chủ lấy ra một hộp ngọc dài nhỏ, mở ra nhìn. 5 khối linh thạch đặt song song ở trong đó. Lại là cái này. Còn tưởng rằng được một quán quân, có thể có bao nhiêu phần thưởng. Lại là 5 khối linh thạch, thú đường cũng thật là keo kiệt. Chỉ có điều, với hắn mà nói, mũi nhỏ hơn nữa cũng là thịt, không cần cũng uổng. Tiện tay thu linh thạch vào chiếc nhẫn chữ vật, hắn không nhịn được nhìn về bốn phía xung quanh. Đây là có chuyện gì? Thế nào lại có nhiều người tới như vậy? Hôm qua, thời gian tới, ở đây vẫn bố trí trận pháp, không cho phép người tùy tiện đi vào. Thế nào ngày hôm nay lại biến thành như vậy? Thú đường bắt được một con man thú cấp bậc nửa bước hóa phàm, muốn thuần phục. Đáng tiếc trước sau không tìm được phương pháp thích hợp, mục đích sớm triển khai trận thi đấu lớn thuần thú, chính là vì cái này. Hiện tại trận thi đấu lớn kết thúc, lại triệu tập tất cả đường chủ, trưởng lão cùng với thiên tài các phân bộ qua, hợp mưu hợp sức, xem ai có thể nghĩ ra, phương pháp thuần phục thanh yểm thú. Phong đường chủ nói, mục đích sớm tiến hành trận thi đấu lớn thuần thú chính là vì con man thú này. Hiện tại xác định quán quân, cũng không có cần phải tiếp tục so tài nữa, Tạ cửu thần đường chủ, lại triệu tập tất cả thuần thú sư tới thú đường lần này lại, cùng nhau nghiên cứu. Lúc này mới xuất hiện loại cảnh tượng rầm rộ, khắp nơi đều là người này. À, Trương Huyền hiểu được. Xem ra đối phương đối với việc hắn nghiên cứu thú ngữ thượng cổ, cũng không ôm hy vọng quá lớn. Suy nghĩ một chút cũng khó trách được, cho dù có đồ thư quán làm căn cứ, hắn cũng chỉ học được mấy âm tiết,
những người khác không biết chính xác hay không, có thể học được mới là lạ. Có người thành công sao? Hắn không nhịn được hỏi. Tạm thời còn không có. Man thú nửa bước hóa phàm cảnh quá mạnh mẽ, không có khả năng thành công. Phong đường chủ thở dài một tiếng, lắc đầu. Ngay cả loại thuần thú sư tam tinh như Tạ Cửu Thần đường chủ này cũng bó tay không làm gì được, những người như bọn họ thì có biện pháp gì? Không ít người quả thật nói ra kiến nghị, chỉ có điều, đều bị phủ định từng cái một. Mau nhìn kìa, thiên tài Ngụy Hữu Đạo dự định thử một chút. Ngụy Hữu Đạo, thiên tài ngày hôm qua khiêu chiến 10 lồng thú xông đến cửa thứ ba. Chính là hắn. Ba người đang nói chuyện với nhau, liền nghe được đoàn người ồn ào náo động một hồi. Trương Huyền quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một người thanh niên đi nhanh về phía trước lồng sắt thanh yểm thú. Trước lồng sắt, đám người Tạ Cửu Thần đường chủ, Ngụy Dư Thanh trưởng lão đứng ở phía trước, biểu tình trên mặt cũng không lạc quan. Xem ra bọn họ cũng biết khó có thể thành công, dự đoán tới tình huống xấu nhất. Chương 707, ta đến đây đi. 1. Lúc này thanh yểm thú đang lười biếng nằm trên mặt đất, ngay cả tâm tư tức giận cũng không có, đầu đều lười nâng lên, hình như đang dùng loại phương pháp đặc biệt nào đó, khôi phục thương thế trên người. Đường chủ, ta muốn thử xem. Đi tới trước mặt, Ngụy Hữu Đạo liền ôm quyền. Đi đi. Liếc mắt nhìn Ngụy Dư Thanh trưởng lão cách đó không xa, Tạ Cửu Thần gật đầu đồng ý. Người cháu này của lão hữu, vừa sinh ra lại có thiên phú thuần thú cực cao, trong thế hệ trẻ tuổi còn có tiếng tăm lừng lẫy, rất có xu hướng của người đứng đầu. Nếu không phải từ trong không trung xuất hiện một Trương Huyền, danh tiếng người đứng đầu thuần thú thế hệ trẻ tuổi của thú đường tại Hiên Viên Vương quốc tuyệt đối chạy không thoát. Dù sao hiện tại cũng là chữ ngựa chết thành ngựa sống, một khi để cho thanh yểm thú khôi phục, lại cũng không nhốt được nữa, còn không bằng để cho tất cả mọi người thử xem, không biết chừng lại có người nào có phương pháp hiệu quả. Đa tạ đường chủ. Hít sâu một hơi, Ngụy Hữu Đạo đi tới trước mặt thanh yểm thú. Cổ tay hắn lật một cái bình ngọc xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hắn mở nắp bình ra, một mùi thơm nồng nặc nhất thời bay ra, khiến cho tất cả mọi người mừng rỡ. Là mật bảy màu của Vân Vũ Sơn. Theo lời đồn đại, loại mật này là man thú ong thiên tuyết tông sư cảnh, thu thập 7 loại hoa có màu sắc khác nhau đặc biệt chế luyện thành, ngọt vô cùng, mùi thơm xông vào mũi, linh thú cũng khó có thể chống lại. Thứ này vô cùng chân quý, số lượng rất hiếm có. Cho dù có linh thạch cũng chưa chắc mua được, không nghĩ tới hắn có một bình. Lợi hại, ngay cả cái này cũng lấy ra được, sợ rằng thanh yểm thú khó có thể từ chối được sự hấp dẫn. Ngửi được mùi thơm trong bình ngọc, xung quanh nhất thời ổ lên. Mật bảy màu, 7 loại màu sắc hỗn hợp hình thành, mùi thơm xông vào mũi, ngửi lên một cái, khiến lỗ chân lông trên toàn thân mở rộng ra. Man thú luôn luôn tham ăn, gặp phải thứ này, quả thật rất khó chống đỡ. Mật bảy màu, xếp hạng thứ 5 trong 10 loại vật phẩm man thú thích nhất. Ngụy Hữu Đạo ngay cả thứ đồ tốt này cũng có thể tìm tới, không tệ. Ánh mắt phong đường chủ cũng nhất thời sáng lên. Vật phẩm man thú thích nhất, còn có xếp thứ hạng. Trương Huyền sửng sốt. Sách thú đường gần như đều bị hắn xem qua, lại chưa từng nghe qua còn có loại xếp hạng này. Có. Phong đường chủ mỉm cười. Những thứ xếp hạng này là do một ít thuần thú sư chúng ta thời điểm buồn chán quyết định, không có được thú đường tán thành, cho nên cũng không có sách ghi chép. Mật bảy màu, thứ này không chỉ mùi thơm xông vào mũi, quan trọng hơn chính là, đối với kinh mạch trong cơ thể man thú có tác dụng xoa dịu cực lớn, có thể khiến cho mức độ thư giãn của nó lớn hơn nữa. Thuần thú sư bình thường, lấy ra một giọt, là có thể khiến cho man thú tông sư cảnh, thuần phục triệt để. Bình ngọc trong tay Ngụy Hữu Đạo, thoạt nhìn không lớn, chỉ sợ cũng có hơn 10 giọt. Thoáng cái lấy ra nhiều như vậy, khoản này thật sự là lớn. Xoa dịu kinh mạch, tăng độ thư giãn. Nghe được mật bảy màu này lại còn có loại công hiệu này, Trương Huyền không nhịn được tán thưởng. Man thú, kinh mạch nhân loại giống như kênh mương, có độ rộng nhất định. Mức độ sử dụng chân khí quá nhanh, liền có thể dẫn tới kênh mương đổ nát, chân khí lộ ra bên ngoài, bản thân bị trọng thương. Tăng mức độ thư giãn, chẳng khác nào có thể mở rộng độ rộng của kênh mương. Đối với người tu luyện mà nói, hiệu quả cực lớn. Đừng nói man thú, cho dù không ít người tu luyện xung quanh, biết tác dụng của thứ này, tất cả mỗi một người cũng đều đỏ mắt, đầy khát vọng. Ngươi nói cái thứ hạng này, còn có những vật phẩm gì? Cảm thán một tiếng, Trương Huyền không nhịn được hiếu kỳ. Có thể biết được thứ hạng những vật phẩm man thú thích nhất,
sau này thuần phục man thú cấp bậc cao hơn, cũng có thể chuẩn bị trước. Bởi vì không được phía chính phủ xác nhận, mọi người đều là tùy tiện trò chuyện loạn. Được công nhận đứng đầu chính là máu rồng, thứ nhì là nội đan linh thú, thứ ba là tinh huyết cổ mạch, thứ tư là yếm thần hoa, thứ năm chính là mật bảy màu này. Thì ra là thế. Trương Huyền cảm thán. Bốn cái trước hắn đều đã nghe nói qua. Long tộc vô cùng cường đại, cho dù dính vào một chút, chỉ có một chút huyết mạch, cũng có thể lợi hại hơn so với man thú khác. Thật giống như con thanh yểm thú trước mắt này, chỉ ẩn chứa máu rồng loãng đến mức có thể không đáng kể tới, khiến nó nắm giữ lực lượng có thể so với cường giả nửa bước hóa phàm, không người nào có thể thuần phục. Huyết mạch long tộc, chỉ riêng điều này, là có thể khiến cho vô số man thú, linh thú thoáng bị điên cuồng. Xếp hạng đầu tiên, không có gì đáng trách. Về phần tinh huyết cổ mạch đứng thứ ba, ở Huyền Lạc Sơn mạch hắn lại đã biết, có công hiệu tương đồng, khi vận dụng, hoàn toàn có thể khiến cho huyết mạch của man thú tiến thiên. Nội đan linh thú, lại là linh thú phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt ngưng luyện thành, ẩn chứa tu vi và lực lượng suốt đời của chúng. Có thể có được, cho dù linh thú không thể trực tiếp đột phá, cũng tuyệt đối sẽ làm cho thực lực tăng lớn. Yếm thần hoa, có người nói có thể nâng linh hồn và tinh thần của cao man thú, tác dụng cũng cực lớn. Bốn loại nghịch thiên như vậy, mật bảy màu có thể xếp ở thứ năm, chạy song song với chúng, đủ thấy sự đáng sợ. Hắn không nhịn được ngẩng đầu nhìn qua. Quả nhiên, thanh yểm thú trong lồng ngửi được mùi thơm, thân thể lười biếng thoáng động, đầu cực lớn chợt ngẩng lên, mắt phóng ra ánh sáng. Hiển nhiên thứ này gợi hứng thú cho nó. Ta biết ngươi nghe hiểu được ngôn ngữ nhân loại, cũng biết mục đích của chúng ta. Chỉ cần ngươi lấy máu rồng trong cơ thể ra thể, sau đó thần phục thú đường. Bình mật bảy màu này chính là của ngươi. Cầm mật bảy màu ở trong lòng bàn tay, hai mắt Ngụy Hữu Đạo lấp lánh nhìn sang. Chương 708, ta đến đây đi. 2. Có thứ này làm chỗ dựa, kỹ xảo thuần thú gì cũng có thể quên, có thể trực tiếp nói điều kiện. Gào. Vốn đang rất có hứng thú, nghe hắn nói như thế, thanh yểm thú lại lười biếng nằm xuống, vẫn không nhúc nhích. Ta biết ngươi từng trùng kích qua linh thú, hơn nữa thất bại. Mật bảy màu có thể thư giãn kinh mạch, khôi phục thương thế. Một khi dùng, có lẽ lại có thể phá tan gông cùng xiềng xích, sao lại không làm? Lại nói, thần phục thú đường, không phải bảo ngươi thần phục người kia. Có cái này làm hậu thuẫn, sau này bất kể tu luyện hay trưởng thành, khẳng định đều có giúp lớn cực trợ. Lời của ta, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút. Ngụy Hữu Đạo tiếp tục nói. Chỉ có điều, hắn nói tuy rằng khiến cho người ta rất động tâm. Thanh yểm thú đối diện vẫn là bộ dạng lười phản ứng không để ý tới. Bất kể thần phục ai, ở trong mắt man thú, đều biến thành khôi lỗi của nhân loại, bị ràng buộc, làm gì có được vui sướng giống như khi trở thành tự do tự tại. Nhìn là không thực hiện được rồi. Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, mọi người vốn một lần nữa dấy lên hy vọng, thần sắc lại ảm đạm xuống. Còn tưởng rằng lấy ra mật bảy màu đứng hàng thứ năm này, có thể khiến cho con thanh yểm thú này động tâm. Xem ra vẫn coi thường con vật này. Mật bảy màu tuy rằng xếp hạng thứ 5, đối với man thú bình thường có sức dụ dỗ không thể kháng cự, nhưng con thanh yểm thú này, rõ ràng lập tức lại sắp nhảy ra khỏi phạm vi man thú. Cho dù có công hiệu, cũng sẽ không quá lớn. Hơn nữa trong cơ thể nó ẩn chứa huyết mạch long tộc, cao ngạo vô cùng, làm sao có thể bởi vì chút mật bảy màu này lại thần phục nhân loại. Trong đám người, một thuần thú sư nhị tinh đỉnh phong cảm thán. Đúng vậy. Long tộc là một trong những chủng tộc cường đại nhất đại lục, cũng cao ngạo nhất. Cho dù hàm lượng huyết mạch trong nó có loãng, cũng không có khả năng bởi vì một vài thứ, cúi đầu về phía nhân loại. Trừ khi có thể tìm tới máu rồng đứng thứ hạng đầu. Máu rồng, đùa gì thế, thứ này làm sao có thể đơn giản tìm được. Trước đó không nói long tộc rất ít ỏi, cho dù có thể tìm được, mỗi một con cũng vô cùng cường đại. Tệ nhất cũng giống như con trước mắt này, đạt được cấp bậc nửa bước hóa phàm. Sao có thể là tồn tại thuần thú sư bình thường chúng ta có thể tùy tiện săn giết? Bàn luận ầm ĩ. Thi đấu thuần thú triệu tập đường chủ, thuần thú sư ở hơn 10 phân bộ xung quanh, có thể trở thành đứng đầu thế lực một phương, những người này bất kể kiến thức hay tri thức dự trữ, đều không đơn giản. Mật bảy màu cho dù rất chân quý, có thể khiến cho một man thú trên thân có máu rồng khuất phục, rõ ràng vẫn làm không được. Xin lỗi. Lại rằng có một hồi. Phát hiện thanh yểm thú không nhúc nhích chút nào, Ngụy Hữu Đạo lúc này mới đầy thất vọng lui xuống. Có còn ai muốn thử một chút hay không? Hình như đã sớm biết kết quả,
Tạ Cửu Thần đường chủ lại nhìn quanh. Lặng ngắt như tờ. Vừa mới bắt đầu nghe được tin tức này, không ít người đều nóng lòng muốn thử. Chỉ có điều khi nhìn thấy được một ít thuần thú sư nhị tinh đỉnh phong, thậm chí tam tinh sơ kỳ đều bại trận, cũng sẽ không có người nào có dũng khí tiếp tục đi thử nữa. Vậy ta đây đi. Lại ở thời điểm tất cả mọi người nặng nề, một giọng nói khe khẽ vang lên. Là Trương Huyền thú sư. Khiêu chiến 10 lồng thú nhẹ nhàng như vậy, tất nhiên đối với thuần thú có nghiên cứu sâu sắc. Hắn ra tay có lẽ thật sự có thể thành công. Ta không phủ nhận trình độ thuần thú của hắn cực cao, nhưng thực lực của bản thân hắn quá thấp. Ngược lại cũng đúng, thuần thú sư bình thường, có thể thuần phục cao hơn bản thân mình một cấp bậc nhỏ đã không yếu. Cao hơn 2 cấp bậc, dĩ nhiên nổi tiếng. Hắn chỉ có tông sư đỉnh phong, còn man thú này nửa bước hóa phàm, chênh lệch tròn 6 cấp bậc nhỏ. Nếu muốn thuần phục, gần như không có khả năng. Nửa bước chí tôn sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, nửa bước hóa phàm. Đúng vậy, nếu như hắn đạt được chí tôn đỉnh phong, ngược lại có chút hy vọng. Hiện tại, dù sao ta cũng không coi trọng. Nhìn thấy rõ ràng người nói chuyện là ai, đoàn người ổ lên. Ngày hôm qua Trương Huyền xông qua 10 lồng thú, trấn áp thú đường, gần như tất cả mọi người đều nhận ra. Thấy hắn xuất hiện, có người ôm hy vọng, cũng có người không nhịn được lắc đầu. Thuần thú, không chỉ cần có kỹ xảo, quan trọng hơn chính là thiên phú. Cùng với man thú đẳng cấp chênh lệch nhau quá nhiều, từ trong lòng đối phương coi thường ngươi, lại làm sao có thể ngoan ngoãn nghe lời, trở thành đối tượng ngươi thuần phục. Ta nghe nói, ngày hôm qua hắn khiêu chiến hết 10 lồng thú, lại tới thử qua. Đáng tiếc thất bại. Vậy tại sao còn đi ra? Chẳng lẽ có phương pháp mới? Cái này cũng không biết. Xem một chút đi. Cũng có người biết chuyện Trương Huyền đã từng thử thuần phục, tuy rằng không biết cụ thể phát sinh cái gì, nhưng thấy thanh yểm thú không có ai thuần phục, lại biết chắc là thất bại. Ngươi, học tập thành công. Thấy hắn xuất hiện, ánh mắt Tạ Cửu Thần đường chủ nhất thời sáng lên. Người này chạy đến tàng thư khố, muốn học tập thú ngữ thượng cổ. Hiện tại hắn lại chạy tới, chẳng lẽ học được cái gì? Thành công, còn kém xa. Trương Huyền lắc đầu. Không phải thú ngữ thượng cổ khó học, mà là cấp bậc thú đường này rõ ràng quá thấp, không tìm được đủ sách. Vậy, nghe chính hắn thừa nhận kém xa, Tạ Cửu Thần đầy nghi ngờ. Ta chỉ học được mấy chữ, muốn thử xem, có thể thành công hay không. Nếu như không thành công, lại có thể phải sử dụng phương pháp trước đó đã nói. Trương Huyền nói. Phương pháp lúc trước. Nghe nói như thế, Tạ Cửu Thần bất đắc dĩ một hồi. Vốn tưởng rằng người này chạy đến tàng thư khố đọc sách, lại gặp được nhiều người thuần phục như vậy, sẽ bỏ qua ý nghĩ này. Không nghĩ tới, hắn còn nhớ rõ ràng. Chương 709, uy lực của ngôn ngữ kỳ quái 1. Thú ngữ thượng cổ, bác đại tinh thâm, học tập mấy chữ, khẳng định không được. Vẻ mặt Ngụy Dư Thanh trưởng lão bất đắc dĩ nói xen vào. Luôn mồm nói muốn đi học tập, xem sách một ngày một đêm, vốn tưởng rằng thật sự có thể học cái gì trở về, không nghĩ tới chỉ học được mấy chữ. Ngươi không biết là khôi hài tới mức nào. Cho dù biết thú ngữ thật sự, có thể cùng con man thú này nói thông hay không cũng chưa biết chừng. Chỉ biết mấy chữ, ngươi cảm thấy đối phương có thể để ý tới sao? Đù gì vậy? Vốn tưởng rằng vẻ mặt hắn tự tin nói, vậy ta đến đi, chắc chắn có thành công rất lớn. Không nghĩ tới, chính là tới quấy rối. Xem ra cấp thiên tài cũng không đáng tin cậy. Không được, các ngươi lại nghĩ biện pháp ra tay, đánh nó ngất xỉu. Đối với mấy chữ học được, hắn cũng không bất kỳ nắm chắc nào. Bắt đầu đi. Rất sợ người trước mắt này tiếp tục dây dưa ở phía trên phương diện này, Tạ Cửu Thần đường chủ sốt ruột vội vàng cắt đứt, mở miệng nói. Cái gì với cái gì vậy? Ngươi đánh Tật Phong Lang một trận, khiến cho nó hoàn toàn thần phục, thật đúng là vì lấy biện pháp này có được không? Đây chính là thanh yểm thú, man thú trong cơ thể nắm giữ huyết mạch long tộc cao cấp nhất, cao ngạo vô cùng. Đừng nói đánh ngất xỉu, cho dù đánh chết, cũng tuyệt đối vô dụng. Nếu thật sự đơn giản như vậy là được, bọn họ còn chờ gì, khẳng định đã sớm ra tay. Được. Lười phải tiếp tục dây dưa, Trương Huyền bước hai bước đi tới trước mặt thanh yểm thú. Thấy hắn đi tới, man thú cực lớn cũng lười mí mắt nâng lên, dáng vẻ đầy lười biếng. Bắt đầu. Ngụy Hữu Đạo nhất thời siết chặt nắm đấm. Hắn đã lấy mật bảy màu ra cũng không có tác dụng. Người trước mắt này liên tục phá kỷ lục 10 lồng thú, rốt cuộc có thể sử dụng biện pháp gì? Mắt hắn trợn tròn,
rất sợ bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào, nhìn chăm chú về phía trước. Hắn chỉ liếc mắt thoáng nhìn, nhất thời không nhịn được khóe miệng co rút. Chỉ thấy người này, vừa không lấy ra thứ đối phương thích ăn, cũng không lấy ra cái gì gây cảm giác hứng thú, mà là nhăn mày lại, miệng uốn éo một hồi, đột nhiên từ trong yết hầu phát ra một âm thanh kỳ quái. Cô! Âm thanh giống như là sét đánh, ai nghe cũng không hiểu rốt cuộc là ý gì. Đây là thú ngữ thượng cổ. Thấy loại động tác và âm thanh cổ quái này của hắn, Ngụy Hữu Đạo không hiểu nguyên nhân. Ra mặt Tạ Cửu Thần Đường chủ, Ngụy Dư Thanh trưởng lão đồng thời căng thẳng, vội vàng nhìn sang về phía thanh yểm thú cách đó không xa. Người này đi học thú ngữ thượng cổ, nếu hiện tại phát ra âm, nhất định là học được một ít. Cho dù chỉ có một âm tiết, vạn nhất có tác dụng thì sao? Dưới ánh mắt tập trung, thanh yểm thú vốn lười biếng, đột nhiên mở mắt. Sau đó, ngáp một cái, tiếp tục nằm xuống, không có động tĩnh nữa. Không có tác dụng. Thấy man thú này vẫn không có động tĩnh gì khác biệt, Trương Huyền gãi đầu. Thú ngữ thượng cổ, tổng cộng chỉnh lý ra 8 âm tiết. Âm và hình chữ không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng cụ thể có ý gì, trên sách không ghi chép, đồ thư quán cũng không phân biệt ra được. Nói cách khác, hắn mặc dù biết âm, lại không biết có ý gì. Cho dù nói ra, cũng không hiểu, muốn man thú trước mắt này làm gì. Kế tiếp, chỉ có điều, có thể thử từng cái một, hắn không có bất kỳ dầu dĩ nào, miệng lại mở ra. Ô, âm thanh giống như chim ưng con cú kêu to, to rõ thanh thúy, đâm vào màng tai người. Tạ Cửu Thần, Ngụy Dư Thanh lại nhìn lại, chỉ thấy thanh yểm thú ngủ được càng vui vẻ hơn, đầu chôn ở dưới một cái móng vuốt, môi vươn về phía trước. Vẫn không nhúc nhích. Cái này, rốt cuộc là dùng được hay là không có dùng được? Hai người đưa mắt nhìn nhau. Nhắc tới người này nói ra thú ngữ thượng cổ dùng được, nhưng thanh yểm thú vẫn nằm không có động tĩnh gì, thậm chí một chút biểu thị cũng không có. Muốn nói không có tác dụng, vốn vẫn không nhúc nhích, hiện tại chỉ ít điều chỉnh tư thế ngủ. Chẳng lẽ âm tiết này, là lừa man thú này ngủ? Ngươi là học thú ngữ thượng cổ thuần phục man thú, thế nào lại học được bài hát du con? Thực sự như vậy, học cá ơ này có tác dụng cái lông. Ta là muốn thuần phục, không phải muốn nó ngủ. Chít! Trong sự nghi ngờ, người thanh niên trước mặt, hô lên âm thanh thứ ba. Lại nhìn lại, cái này tốt hơn. Không chỉ điều chỉnh một tư thế thoải mái, ngủ đến đầu lưỡi phun ra, nước bọt cũng chảy đầy đất. Ta ngất! Hô ba tiếng, khiến thanh yểm thú ngủ. Đám thuần thú sư vây chung quanh, mỗi một đều lộ ra vẻ mặt choáng váng. Vốn tưởng rằng vị thanh niên thiên tài này sẽ thi triển ra thủ pháp thuần thú gì không thể tưởng tượng nổi. Kết quả, thật sự không thể tưởng tượng nổi, lại khiến cho người ta không giải thích được. Không phải nói muốn thuần phục sao? Ngươi lừa nó ngủ làm gì? Ách! Trương Huyền cũng đầy kỳ quái. Chỉ có điều, ánh mắt hắn nhất thời sáng lên. Như vậy cũng tốt, nếu như có thể choáng váng ngủ mất, lại tiết kiệm đánh một trận. Hắn ngoại trừ chiêu này, còn có một biện pháp. Chính là đánh cho nó choáng váng, sau đó thông qua đồ thư quán, tìm ra chỗ thiếu hụt, thuần phục. Đáng tiếc, đám người Tạ Cửu Thần, Ngụy Dư Thanh vẫn không phối hợp. Hắn lại đánh không lại, còn không có cách nào thực hiện được. Nếu thông qua mấy âm tiết trong thú ngữ thượng cổ này, dụ được nó ngủ, quả thực quá tốt. E-a-o-o-o. Càng nghĩ càng cao hứng, hắn liên tiếp hô lên mấy chữ còn lại. Chương 710, uy lực của ngôn ngữ kỳ quái 2. Nghe hắn hô lên liên tiếp chữ và âm tiết, mọi người vội vàng nhìn sang. Nhất là Tạ Cửu Thần càng thêm khẩn trương, muốn xem thử phản ứng của thanh yểm thú một chút. Vừa nhìn, hắn không nhịn được liền choáng váng. Thanh yểm thú chỉ mới vừa rồi còn hỗn loạn sắp ngủ, chợt mở choàng mắt, thân thể to lớn, đứng lên. Gào! Một tiếng gào thét cực lớn, âm thanh xông thẳng lên trời, chấn động mọi người khiến trong đầu mê muội. Cùng thời khắc đó, đầu nó chợt đụng mạnh về phía lồng sắt trước mắt. Ong! Trận pháp dẫn động, ngăn cản động tác của nó dừng lại. Dù vậy, lồng sắt thép kiên cố ở dưới va chạm này, cũng lập tức xuất hiện đường cong cực lớn, hình như bất cứ lúc nào đều sẽ vỡ ra. Nguy rồi! Đồng tử co lại, sắc mặt Tạ Cửu Thần đại biến. Vốn tưởng rằng con man thú này trọng thương, vẫn không có cách nào hành động. Không nghĩ tới trải qua mấy ngày qua điều chỉnh, đã có thể đứng dậy. Hơn nữa còn có lực công kích lớn như vậy. Đương nhiên, cũng không biết có phải nhận được thú ngữ thượng cổ của vị trương thú sư này kích thích hay không, bất kể ánh mắt hay trạng thái tinh thần, đều có vẻ nóng nảy khác thường.
Dưới trạng thái này, một khi thanh yểm thú lao tới, toàn bộ thú đường đều sẽ phải đối mặt với nguy hiểm, sinh linh đổ thán. Ngươi làm chuyện tốt. Quay đầu lại trách Trương Huyền một tiếng, Tạ Cửu Thần càng nghĩ càng giận. Cái này gọi là chuyện gì? Ta là bảo ngươi tới thuần phục man thú, không phải bảo ngươi đến gây chuyện khiến nó tức giận, trắng trợn làm hỏng chuyện. Các vị trưởng lão, chuẩn bị tụ tinh khốn thú trận. Biết dầu dĩ chuyện này cùng với người này, không có bất kỳ ý nghĩa gì, Tạ Cửu Thần hét lớn một tiếng. Vâng. Tất cả trưởng lão thú đường tại Hiên Viên Vương quốc cũng biết tình cảnh nguy cấp, đồng thời lên tiếng, đồng loạt vây quanh. Sắc mặt mỗi người nghiêm trọng. Tụ tinh khốn thú trận là trận pháp vây khốn man thú lợi hại của thú đường. Không ít trưởng lão cũng đã có nghiên cứu và tu luyện qua. Chỉ cần chạy đến vị trí đặc biệt, đưa vào chân khí, là có thể kích hoạt, cũng không cần hiểu rõ quá nhiều đối với trận pháp. Tình huống gì vậy? Hình như Trương thú sư chọc giận con man thú này. Không phải là muốn thuần phục sao? Làm sao có thể làm nó tức giận? Đám người Ngụy Hữu Đạo, Giang Nam Bình đều lộ ra vẻ mặt khẩn trương. Đây chính là thanh yểm thú nửa bước hóa phàm, một khi nổi giận, toàn bộ thú đường sợ rằng cũng sẽ bị san thành bình địa. Ầm ầm ầm. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, thanh yểm thú trước mắt lại đụng vào vài lần, thời điểm lồng sắt trong nháy mắt lại hoàn toàn biến hình, xuất hiện một lỗ thủng cực lớn có thể cho phép nó chui ra ngoài. Ong. Nó vừa thò đầu ra, muốn lao tới, liền nghe được một hồi âm thanh rõ ràng. Tụ tinh khốn thú trận được kích hoạt, trong phút chốc, từng ánh sáng màu trắng từ chỗ tất cả trưởng lão đứng thẳng bắn ra, giống như hình thành một thiên la địa võng, bao phủ nó ở bên trong. Bị ánh sáng hình thành tấm lưới lớn vây khốn, thanh yểm thú càng thêm nóng nảy, tiếng rít gào mãnh liệt xông thẳng lên trời, móng vuốt cực lớn chợt chộp lên trời cao. Tăng 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 tăng. Dưới lực lượng cường đại trùng kích, đầu ngón tay bắn ra từng ánh sáng trắng giống như kiếm khí, đâm về phía tấm lưới lớn trên đầu. Tấm lưới lớn lắc lư kịch liệt một hồi, giống như là bị búa lớn va chạm vào tấm lá chắn, lại phát ra âm thanh khiến người ta mê man. Phụt, phụt. Dưới chấn động mãnh liệt, mấy vị trưởng lão đứng ở trung tâm trận pháp sắc mặt đồng thời đỏ lên, máu tươi điên cuồng phun ra. Nửa bước linh thú vốn đã cường đại, hơn nữa con man thú này còn ẩn chứa huyết mạch long tộc, lực lượng kinh người. Cho dù so sánh cùng cường giả hóa phàm cảnh, cũng hoàn toàn không yếu hơn. Tất cả trưởng lão mặc dù rất mạnh, cũng chỉ là chí tôn trong, hậu kỳ mà thôi, căn bản không chống đỡ được con man thú này nổi giận ra tay. Nhanh đưa vào chân khí, gia cố trận pháp. Thấy người của chính mình không ngăn cản được, Tạ Cửu Thần càng sốt ruột, vội vàng la lên. Một khi không ngăn cản được, toàn bộ thú đường đều sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Bất kể như thế nào cũng không thể lùi bước. Ầm ầm, cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này, tất cả trưởng lão không ai chậm trễ, đồng thời hét lớn. Chân khí trong cơ thể giống như không cần tiền, điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong trận pháp. Dựa theo chân khí tuôn ra, thiên la địa võng đã ảm đạm, lại sáng lên, phát ra tia sáng chói mắt. Trận pháp tăng cường, lực lượng thanh yểm thú hình như cũng tăng lên, lại gầm thét giận dữ. Chi sau chợt dẫm mạnh trên mặt đất một cái, thân thể to lớn. Lập tức bắt đầu hung hăng húc vào tấm lưới lớn trên không trung. A, à, thể trọng cực lớn lại thêm lực lượng cuồng bạo, lưới vây khốn man thú lại cũng không kiên trì nổi, bị xé rách ra. Đăng 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 đăng. Tất cả trưởng lão bố trí trận pháp sắc mặt đều trắng bệch, ngã xuống đất. Bù, thanh yểm thú từ trong trận pháp vọt ra, hai mắt trợn trừng, mang theo lực lượng vô cùng, lao thẳng tắp về phía Trương Huyền. Kết thúc rồi. Thấy trận pháp lồng sắt đều bị xé rách, sắc mặt Tạ Cửu Thần trắng bệch. Dù thế nào cũng không nghĩ tới, thuần thú thuần phục nửa ngày, không những không khiến cho man thú thuyết phục, còn kích thích hung tính của nó, khiến nó muốn giết người. Bên mình nhiều người như vậy cũng không chống đỡ được, bị con man thú này để mắt tới, sợ rằng vị Trương thú sư thiên tài huy hoàng vô cùng này, nhất định sẽ trực tiếp bị xé rách thành mảnh nhỏ, lập tức bỏ mạng. Hồng, thời điểm hắn đang không đành lòng nhìn thẳng, cảm thấy lại không có cách nào cứu được, đã thấy người thanh niên cách đó không xa, lại phát ra một âm thanh. Tạ Cửu Thần thoáng lảo đảo. Vừa rồi cũng bởi vì ngươi kêu loạn, con man thú này mới nổi giận. Không nghĩ tới lúc này lại còn không biết hối cải. Muốn nó đập chết ngươi mới được sao? Đang muốn quát mắng, bảo người này mau chạy đi, đừng tiếp tục mê luyến cái thú ngữ thượng cổ gì đó. Hắn lại thấy thanh yểm thú đi tới trước mặt, nghe được tiếng kêu, đột nhiên thoáng cái quỳ rạp trên mặt đất. Đầu lưỡi vươn ra, không ngừng liếm loạn ở trên người của người thanh niên,
dáng vẻ. Giống hệt với Tật Phong Lang trước đây. Một lời thuần phục, huyết mạch đè ép. Đây, chẳng lẽ là âm của chân long? Đồng tử của Tạ Cửu Thần Đường chủ co lại, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Đây là tình huống gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 711, âm của chân long 1. Âm của chân long, ngôn ngữ chân long tộc thượng cổ mới có thể sử dụng. Chỉ cần nắm giữ huyết mạch long tộc không đạt được cấp bậc chân long, một lời thốt ra, huyết mạch sẽ phát sinh đẻ ép, do đó trực tiếp thuần phục. Con thanh yểm thú này mới vừa rồi còn khí thế hung hăng, hận không thể ăn trương thú sư trước mắt, sau một khắc lại quỳ rạp trên mặt đất, giống như chó Nhật. Nếu như không phải loại ngôn ngữ này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hắn thật sự không nghĩ ra, rốt cuộc có biện pháp nào có thể làm được. Nhưng, loại ngôn ngữ này, dựa theo chân long tộc biến mất, không phải đã sớm thất truyền rồi sao? Hắn làm sao có thể? Quan trọng hơn chính là, âm của chân long cho dù có long tộc truyền thụ, nhân loại cũng không có cách nào học được. Đây không phải là vấn đề thiên phú hiểu rõ, là thể chất nhân loại căn bản không chịu nổi âm thanh to rõ như vậy. Cho dù chân khí phẩm cao nhất trong thượng tam phẩm, cũng không có cách nào làm được. Bởi vì âm thanh phải trải qua tất cả kinh mạch toàn thân, cộng hưởng tất cả huyệt đạo. Cho dù tu luyện công pháp cao thâm nhất, cũng không có khả năng đả thông tất cả kinh mạch, tất cả huyệt đạo mở ra. Chẳng lẽ, hắn là chân long hóa thân? Đồng tử co lại, thân thể run rẩy. Trong truyền thuyết, chân long tộc xuyên qua chư thiên, thiên biến vạn hóa, là thú, tính tình, vì linh, vì quái. Không người có thể nhận ra chân thân. Đánh một trận khiến cho Tật Phong Lang thuần phục, hận không thể liếm giày cho hắn. Đánh một quyền, hổ đầu thú nằm trên mặt đất giả chết, phun nước bọt. Nói vài câu khiến kim thân thiết tí viên vẫy tay chia tay, tốt giống như lão hữu nhiều năm. Không phải là chân long hóa thân, làm sao có thể thái quá như vậy? Cho dù thuần thú sư tứ tinh, ngũ tinh cũng không làm được điểm ấy. Bất kể có phải hay không phải, cũng không dám nói chuyện này ra. Nếu không, nhất định sẽ bị diệt khẩu. Sắc mặt hắn nhất thời trắng bệch. Chân long tộc vô cùng cường đại, vừa sinh ra lại nắm giữ năng lực hủy thiên diệt địa. Nếu chẳng may chọc cho hắn tức giận, rất dễ dàng bị giết hết. Vị trương thú sư trước mắt này, nếu quả thật là chân long hóa thân, không muốn nói ra. Mình hết lần này tới lần khác vạch trần, làm không tốt lại phạm vào kiêng kỵ, lập tức bị đánh chết, cũng không ai dám nói cái gì. Suy đoán lung tung, sắc mặt hắn lúc sáng lúc tối. Mọi người xung quanh lại không hiểu nguyên nhân, mỗi một ngây ra tại chỗ, cũng muốn phát điên rồi. Thanh yểm thú vừa rồi hung bạo mạnh mẽ, tất cả đều nhìn thấy ở trong mắt. Nhiều trưởng lão bố trí trận pháp tam phẩm đỉnh phong như vậy, cũng bị thoáng cái rách, không ngăn cản được. Thực lực mạnh mẽ, khiến cho người ta kinh hoàng. Con man thú này đã có thể cường đại, cao ngạo như vậy, ai cũng không có cách nào thuần phục, lại quỳ rạp trên mặt đất liếm ống quần. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Đây là đang làm cái gì vậy? Ta cũng không biết, lẽ nào, y phục của trương thú sư còn ăn ngon hơn so với mật bảy màu. Lúc này mới chọc cho nó không ngừng liếm loạn. Không biết là, thuần phục đi, cho dù thuần phục, cũng không đến mức thay đổi nhanh như vậy chứ. Có vài thuần thú sư tuổi tác lớn, kéo râu mép xuống, lại không hề cảm thấy đau đớn. Cảnh tượng như vậy thật sự quá dọa người. Nửa bước linh thú vừa rồi vẫn khí thế hung hăng, hận không thể giết chết tất cả mọi người, thời gian trong nháy mắt lại quỳ rạp trên mặt đất với bộ dạng này, đổi lại thành ai cũng sẽ không tiếp thu được. Hô một tiếng, con man thú này lại nằm xuống. Đám người Ngụy Hữu Đạo và Giang Nam Bình nhìn nhau, cũng cảm thấy sắp bùng nổ. Lấy ra mật bảy màu đứng hàng thứ năm, không có tác dụng cái rắm. Các loại bảo vật nhìn cũng không liếc mắt nhìn, vốn tưởng rằng cao ngạo lại không có cách nào thuần phục. Kết quả, người ta hô một tiếng, lại lộ ra vẻ mặt đáng khinh, quỳ rạp trên mặt đất, rất sợ đối phương không thu. Từ khi nào nửa bước linh thú nắm giữ huyết mạch long tộc, cũng không đáng tin như thế, không biết xấu hổ như vậy. Rốt cuộc là nó điên rồi, hay là chúng ta hoa mắt? Ách, thật ra, không chỉ mọi người có bộ dáng này, ngay cả Trương Huyền cũng mở to hai mắt nhìn. Vừa rồi thú ngữ thượng cổ không chỉ không khai thông được, còn muốn làm cho nó tức giận, hắn cũng có chút khẩn trương. Vốn dự định chờ nó đi tới trước mặt, liền sử dụng thân pháp thiên đạo chạy trốn. Ai ngờ hô một tiếng ngôn ngữ kỳ quái, thái độ lập tức thay đổi. Sớm biết rằng từ này lợi hại như vậy, những từ trước đừng nói. Cúi đầu nhìn về phía cái đầu cực lớn không ngừng từ từ duỗi qua.
Trương Huyền chậm lại, kìm chế kinh ngạc trong lòng. Ngươi muốn thuần phục. Gào. Thanh yểm thú liên tục gật đầu. Vậy. Cho dù nhận được đối phương chính miệng thừa nhận, Trương Huyền vẫn có chút choáng váng mơ hồ. Cái này cũng, quá dễ dàng đi. Vậy, ký kết khế ước. Tuy rằng kỳ quái, nhưng hắn cũng biết đây là cơ hội tốt. Lúc này hắn xoa đỉnh đầu đối phương, lấy ra một giọt máu tươi. Thanh yểm thú hình như rất sợ hắn sẽ đổi ý, vội vàng mở miệng nuốt máu tê xuống, vẻ mặt thỏa mãn. Lập tức, Trương Huyền lại cảm thấy một ý niệm liên kết cùng một chỗ với mình, có thể thuận lợi khai thông. Vậy, là thuần phục triệt để. Rất nhiều thuần thú sư xung quanh trên mặt choáng váng. Gặp mặt một lần, hô lên mấy âm tiết cổ quái, lại thành công. Từ khi nào thuần phục nửa bước linh thú, dễ dàng như vậy. Buồn cười cho chúng ta còn muốn so tài thuần thú với hắn. Rất nhiều thiên tài thế hệ trẻ tuổi, còn sắp muốn khóc. Người trước mắt này khiêu chiến 10 lồng thú thành công, nhưng thật ra có không ít người không phục. Lúc này nhìn thấy được mới biết, mình cùng căn bản không ở cùng trên một cấp bậc, chênh lệch thật sự quá nhiều. Tạ cửu thần đường chủ thuần thú sư tam tinh còn không có cách nào thành công. Người ta sử dụng mười mấy hơi thở lại đối phó được. Quả thực nghịch thiên lại không phải là người. Đây mới thật sự là cao thủ thuần thú. Không biết là ai cảm khái một câu. Chương 712, âm của chân long 2. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đồng thời gật đầu. Chỉ sợ cũng chỉ có cao thủ như vậy, mới có khả năng dễ dàng thuần phục thanh yểm thú. Thời gian uống cạn nửa chén trà lại thông qua 10 lồng thú. Bọn họ đồng loạt nhìn lại về phía cao thủ, muốn xem thử hắn và thanh yểm thú ở chung như thế nào, đại triển thần uy như thế nào. Chỉ thấy người này nhìn về phía Tạ cửu thần đường chủ. Tạ đường chủ, con man thú này đã thuần phục, ngươi xem, 20 giọt máu linh thú, ngươi còn nói muốn cho ta thêm 10 giọt, lúc nào thanh toán. Máu linh thú, thân thể Tạ cửu thần thoáng lảo đảo một cái, khóe miệng giật một cái. Ta bảo ngươi thay thú đường thuần phục con thanh yểm thú này. Nói cách khác, thuần phục thành thú sủng cho chúng ta, phát huy tác dụng cho chúng ta. Kết quả, ngươi biến thành của mình, còn hỏi ta đòi thù lao. Nói đạo lý một chút có được không? Điều này lại giống như, ta thật vất vả biết một mỹ nữ, tìm ngươi nghĩ biện pháp hỗ trợ theo đuổi. Ngươi thì hay rồi, trực tiếp câu được người ta, còn hỏi ta đòi phí tán gái. Chỉ cảm thấy một hơi thở ẩn ở trong ngực. Tạ cửu thần buồn bực suy nghĩ muốn nôn ra máu. Không cần như vậy đi. Trương thú sư, thanh yểm thú bị ngươi thuần phục, thành thú sủng của ngươi, lại bảo chúng ta trả máu linh thú, có phải không thỏa đáng lắm hay không? Thấy đường chủ cũng bị tức giận đến nói không ra lời, Ngụy Dư thanh trưởng lão không nhịn được nói. Không thỏa đáng, ta có phải thuần phục thanh yểm thú hay không? Trương Huyền nhìn qua. Phải. Các ngươi không phải là nói, chỉ muốn thuần phục. Lại cho ta máu linh thú để bồi thường. Trương Huyền tiếp tục nói. Phải. Tạ cửu thần muốn khóc. Trước đây cảm thấy người trước mắt này cho dù lại nghịch thiên, cũng chỉ là một tông sư đỉnh phong. Thanh yểm thú ngay cả bọn họ cũng không phục, làm sao có thể thuần phục người có thực lực như vậy. Dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới, hắn không chỉ thuần phục, còn triệt để như vậy. Nếu đáp ứng, vậy động tác nhanh một chút, nếu không, ta lại tiếp tục xông 10 lồng thú. Trương Huyền nói, vẫn thôi đi, Ngụy trưởng lão, nhanh đi lấy máu linh thú tới. Khóe miệng giật một cái, Tạ cửu thần đường chủ vội vàng xua tay. Thanh yểm thú thuần phục, bọn họ không có cách nào. Nhưng nếu như lại để cho người này xông 10 lồng thú, sợ rằng tất cả man thú của thú đường đều sẽ biến thành của hắn. Nếu thật sự như vậy, đường chủ này cũng không cần làm nữa. Nhất định sẽ bị những người khác cười ngạo. Vâng, tuy rằng phiền muộn. Ngụy trưởng lão vẫn lui ra ngoài, chỉ chốc lát, đã cầm một cái bình ngọc đi tới. Tiếp nhận bình ngọc, mở nắp bình ra liếc mắt thoáng nhìn, chỉ thấy máu đỏ bên trong chuyển động, chừng nửa lọ. Cộng lại vừa lúc 30 giọt, không nhiều không ít. Không sai. Mục đích chủ yếu tới thú đường chính là vì cái này. Hiện tại vật tới tay, Trương Huyền mỉm cười, thu vào chiếc nhẫn chữ vật. Thấy hắn lấy đi không chậm trễ chút nào, trong lòng Tạ cửu thần nhỏ máu. Thú đường tại Hiên Viên Vương quốc, cho dù tích lũy hùng hậu, tổng cộng cũng chỉ có 40-50 giọt. Thoáng một cái bị cướp đoạt hơn phân nửa, đổi lại thành ai cũng thấy đau lòng. Chỉ có điều vừa nghĩ tới đối phương có thể là chân long hóa thân, hắn vẫn đành nhịn xuống cảm giác không vui trong lòng. Được rồi, ngươi theo ta cũng vô dụng,
ở lại thú đường đợi, thuận tiện thuần phục. Chỉ cần đáp ứng, ta sẽ giúp ngươi giải quyết bệnh tật trong cơ thể, giúp ngươi đột phá trở thành linh thú, cũng không phải không có khả năng. Không để ý tới thái độ của đối phương, Trương Huyền nhìn về phía thanh yểm thú, tùy ý khoát tay áo. Thực lực con man thú này tuy mạnh, nhưng không thể bay. Tác dụng đối với mình lại không lớn. Hiên Viên Vương quốc chỉ là một điểm dừng chân mà thôi. Trong vòng 3 tháng, nhất định phải đi liên minh vạn quốc. Cùng với không dẫn theo được, không bằng đưa một lần thuận nước song thuyền. Đương nhiên, vừa rồi đối phương không đưa máu linh thú cho hắn, cho dù thả cho con thanh yểm thú này đi, hắn cũng không muốn làm như vậy. Hắn cũng không phải là người hiền lành, ngay cả đồ tốt đáp ứng cũng không cho, lại làm sao có thể cho đối phương lợi ích. Ngươi nói cái gì, muốn thanh yểm thú thuần phục thú đường chúng ta? Ban đầu, đối với chuyện người trước mắt này xảo trá vơ vét tài sản, trong lòng tràn ngập không vui. Vừa nghe nói như thế, Tạ Cửu Thần kích động hít thở dồn dập. Ừ, Trương Huyền khoát tay áo. Vậy, Tạ Cửu Thần và Ngụy Dư Thanh trưởng lão đồng thời chấn động, viền mắt nhất thời đỏ lên. Đây chính là nửa bước linh thú, bất kể ai thuần phục, khẳng định cũng sẽ không buông tay. Vị trước mắt này vừa mở miệng liền nói sẽ đưa cho người, khó tránh khỏi quá hào phóng. Trước đó vẫn cảm thấy đối phương là một người lòng tham không đáy, chỉ biết đòi hỏi. Bây giờ mới biết, người ta căn bản không phải có ý này. Máu linh thú có lẽ thật sự là có tác dụng. Nếu không, so với một con nửa bước linh thú bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá, đừng nói lấy 30 giọt máu, cho dù 100 giọt, cũng hoàn toàn không thể so sánh được. Linh thú lợi hại như vậy, đưa ra mí mắt cũng không chớp mắt đưa, làm sao có thể thèm muốn một ít máu linh thú của hắn. Đúng, chúng ta hiểu nhầm hắn. Thiên tài có ngạo khí của thiên tài, làm sao có thể chỉ vì một ít lợi nhỏ, làm như vậy. Trong lòng đồng thời xuất hiện một ý nghĩ, thái độ của hai người đối với vị trương thú sư trước mắt này hoàn toàn đổi mới. Đang muốn nói cái gì đó vì sự hào phóng của hắn, bọn họ lại thấy người thanh niên trước mắt có chút do dự, mở miệng nói. À, đúng, ta bảo thanh yểm thú thuần phục thú đường các ngươi không phải cũng nên biểu thị một chút. Cái gì linh thạch vô dụng, đan dược nâng cao chân khí, các loại dược liệu, không ngại chất cho ta lên một xe, hai xe. Tạ Cửu Thần đường chủ, Ngụy Dư Thanh trưởng lão. Chương 713, Tôn Cường thúc thúc tới thượng một. Chúng ta là thú đường, không phải mở mỏ linh thạch, tổng cộng có thể có bao nhiêu? Còn một xe, hai xe, có thể lấy ra hơn 10 cái cũng không tệ. Về phần đan dược, dược liệu các loại, thú đường cho dù có, cũng nhằm vào man thú, đi nơi nào lấy cho ngươi nhiều như vậy. Vốn nghĩ người này đại công vô tư, hào khí ngất trời. Không nghĩ tới, hai câu vừa nói, lập tức lộ ra khuyết điểm. Trương thú sư nói đùa, không phải là không muốn cho, chúng ta quả thật không có nhiều đồ như vậy. Sắc mặt nhất thời đỏ lên, Tạ Cửu Thần đường chủ nói. Không có cũng không sao, ta đây cần một loại thứ, các ngươi không có thể từ chối. Trương Huyền nhìn qua, mời nói. Ta muốn trên 1000 quyển công pháp tu luyện cấp bậc nửa bước chí tôn và chí tôn. Cấp bậc không giới hạn, số lượng càng nhiều càng tốt. Trương Huyền nói, chào giá cao ngất trời, lại trả tiền lại. Mục đích chủ yếu của hắn cũng không phải là linh thạch, dược liệu, mà là cái này. Có đủ công pháp, là có thể tạo thành công pháp thiên đạo chí tôn, sau đó nghĩ biện pháp một lần hành động đột phá. Bất kể như thế nào, muốn báo thù cho Lộ Trùng, thực lực vẫn là quan trọng nhất. Hơn 1000 quyển công pháp cấp bậc nửa bước chí tôn và chí tôn. Tạ Cửu Thần chớp mắt, muốn thứ này làm gì? Công pháp nhiều lại không thể nấu ăn, lại nói còn không yêu cầu cấp bậc. Cái này đơn giản, ta có thể chuẩn bị, chỉ có điều, có khả năng cần tốn thời gian 3 ngày. Suy nghĩ một chút, Tạ Cửu Thần nói. Công pháp cấp chí tôn, ở Thiên Vũ Vương quốc chân quý tìm không được, nhưng ở chỗ này, không ít gia tộc, đều sẽ dự trữ mấy quyển. Hơn 1000 quyển nghe vốn phiền phức, nhưng dựa vào nhân mạch và lực lượng của thú đường tìm được, sẽ không quá khó khăn. Được. Nghe được đối phương có thể thu thập đầy đủ hết, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Hai mục đích để tới thú đường, máu linh thú, công pháp, hiện tại đều đã tới tay. Những vật khác cũng sẽ không quan trọng. Ta hiện tại giúp ngươi giải quyết vết thương trên người. Hắn quay đầu lại nhìn về phía thanh yểm thú cách đó không xa. Con man thú này trùng kích hóa phàm thất bại, trong cơ thể giữ bệnh tật. Vừa rồi đáp ứng giúp nó chữa trị tốt, nói chuyện điều kiện thỏa đáng, hắn cũng nên thực hiện.
gào. Biết ý tứ của chủ nhân, một khi giải quyết xong thương thế, liền có thể không theo nữa, thanh yểm thú giống lên một tiếng, vẻ mặt không muốn. Vị trước mắt này lại là cường giả có thể nói ra âm của chân long. Đi theo sau lưng hắn, sau này cá chép nhảy long môn là tất nhiên. Ở lại thú đường, loại kỳ ngộ này cũng lại sẽ chôn vùi. Chỉ có điều, chủ nhân lên tiếng, làm thú sủng ký kết khế ước, căn bản không dám phản bác. Muốn giải quyết vấn đề của ngươi, đầu tiên phải biết rằng thân thể ngươi xuất hiện tình hình gì. Không để ý tới vẻ u oán của nó, Trương Huyền nhìn qua. Như vậy, trước hết đánh bản thân ngất xỉu đi. Gào. Thanh yểm thú trợn tròn mắt, sững sờ ở tại chỗ. Tạ Cửu Thần, Ngụy Dư Thanh cũng đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Xem ra người này còn không có buông tha ý nghĩ đánh ngất xỉu thanh yểm thú. Gào cái gì mà gào, nhanh lên một chút. Lông mày nhíu lại một cái, Trương Huyền quát mắng. Hắn còn muốn tận dụng thời gian đi tu luyện, không có thời gian dây dưa loạn với con man thú này. Gào. Lại u oán nhìn qua, thanh yểm thú có chút do dự, cắn răng một cái, móng vuốt lớn đánh mạnh vào đầu. Bịch bịch. Trước mắt tối sầm, nó lập tức hôn mê bất tỉnh. Đám người Tạ Cửu Thần dường như muốn đánh ngất xỉu, sợ rằng cần phải tiêu tốn tay chân cực lớn. Nó tự mình động thủ, lại đơn giản hơn nhiều. Đây là làm gì? Tình huống thế nào? Vừa rồi thanh yểm thú lao ra, thuần thú sư khác từ lâu đã lui ra xa. Lời mấy người nói chuyện, bọn họ cũng không nghe được. Lúc này nhìn thấy được con man thú này tự đánh mình ngất xỉu, tất cả đều lộ ra vẻ mặt cổ quái. Trương thú sư chữa bệnh cho con man thú này. Phong đường chủ và trúc trưởng lão cười gật đầu. Chữa bệnh? La Đường, Phương Tiến không hiểu ra sao. Chữa bệnh còn cần phải đánh man thú ngất xỉu trước á? Đây là phương pháp trị liệu đặc biệt của Trương thú sư, phương pháp trị liệu đánh ngất xỉu. Phong đường chủ tổng kết. Phương pháp trị liệu đánh ngất xỉu, phương pháp đánh thuần thú, đây đều là cái gì và cái gì vậy? Hai người đều cảm thấy có chút không chịu nổi. Đã thấy chuyện kỳ lạ, nhưng chưa thấy qua chuyện kỳ lạ như thế. Từ khi bắt đầu trở thành học đồ thuần thú, bọn họ lại nhớ kỹ một luật sắt. Nếu muốn thuần phục man thú, tốt nhất là làm tốt quan hệ, ngàn vạn lần không thể xuất hiện xung đột. Người này thì hay rồi, phương pháp đánh thuần thú, phương pháp trị liệu đánh ngất xỉu. Đều phải điên cuồng đánh man thú một trận mới được, đổi lại thành người khác làm như vậy, khẳng định đã sớm bị man thú cào chết. Người này không những sống thật tốt, còn khiến cho man thú chủ động thuần phục. Suy nghĩ một chút cũng khiến cho người ta buồn bực. Trong ánh mắt không giải thích được và phiền muộn của mọi người, Trương Huyền đã chạm đến thanh yểm thú một chút, hình thành sách, biết chỗ mấu chốt của con man thú này. Thật sự mạnh mẽ trùng kích linh thú thất bại, đưa đến thương thế, không chỉ kinh mạch bị hao tổn, ngay cả nội tạng cũng có tổn thương. Cần phải có rất nhiều thuốc điều chỉnh, ta hiện tại lại viết xuống mấy thứ này, các ngươi chuẩn bị một chút. Do thú đường các ngươi thay nó trị liệu, cũng có thể tăng chút thiện cảm. Trương Huyền mở miệng. Con man thú này thương thế không nhẹ, nếu không cũng không có khả năng bị thú đường bắt, dẫn tới đây. Chương 714, Tôn Cường thúc thúc tới thượng hai. Hơn nữa vết thương cũ chưa lành, vừa mạnh mẽ vận dụng lực lượng, tai họa ngầm lớn hơn nữa. Không cần thiên đạo đồ thư quán, tuy rằng cũng có thể cho thuốc, lại chỉ có thể trị phần ngọn không có cách nào trị tận gốc. Lúc này, biết nguyên nhân căn bản của thương thế, lại đơn giản hơn nhiều. Chỉ có điều, muốn hoàn toàn chữa trị tốt, khiến cho nó hoàn hảo giống như lúc ban đầu, thậm chí có thể trùng kích hóa phàm, không mất thời gian nửa năm, rất khó làm được. Đương nhiên, sử dụng chân khí thiên đạo của hắn, tốc độ chữa trị sẽ rất nhanh. Chỉ có điều, tu vi hắn bây giờ cùng đối phương chênh lệch quá nhiều. Hiệu quả chân khí thiên đạo không lớn không nói, thi triển ra, khó tránh khỏi sẽ khiến cho người ta nghi ngờ. Phiền phức không ít. Còn không bằng ném cho thú đường, để cho bọn họ giải quyết, thuận tiện cũng có thể ở chung nhiều hơn, quan hệ qua lại thân thiết. Vâng, Tạ Cửu Thần đường chủ gật đầu. Không nói thêm gì nữa, Trương Huyền lấy ra giấy bút, tiện tay viết một phương thuốc. Dược liệu chủ yếu nhất trong đó, chính là bình mật bảy màu của Ngụy Hữu Đạo. Hắn chỉ cung cấp phương thuốc, đối phương thỏa hiệp như thế nào, sử dụng như thế nào, vậy thì không phải là chuyện của hắn. Tìm cho ta một gian tĩnh thất. Xử lý xong chuyện bên này, Trương Huyền căn dặn. Tạ đường chủ không dám chậm trễ. Thời gian không lâu, hắn lại chuẩn bị một biệt thự rộng rãi yên tĩnh. Vị trương thú sư này khiêu chiến 10 lồng thú thành công, đừng nói xin một biệt thự, cho dù cho một tòa phủ đệ,
cũng không ai dám nói cái gì. Huống gì, đối phương còn muốn trực tiếp đưa thanh yểm thú đã thuần phục cho thú đường, ân tình to lớn, khó diễn tả được. Đúng rồi, Tạ đường chủ, có thể làm phiền ngươi một việc nữa hay không? An bài đám người Triệu Nhã vào ở, Trương Huyền lại nhìn qua. Trương thú sư cứ nói đừng ngại. Tạ đường chủ mỉm cười. Vị trước mắt này tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng ở trong lòng hắn đã có thể địa vị ngang hàng với, thậm chí còn có phần vượt qua. Không nói gì khác, chỉ nói có thể dễ dàng thuần phục thanh yểm thú, nói ra âm của chân long, hắn lại không thể so sánh được. Đường chủ có thể phái một người bảo vệ vị bằng hữu này của ta, đi tới Vọng Phong Cốc ở Lạc Hà Sơn Mạch hay không? Hắn gọi Tôn Cường đến, tiện tay chỉ. Lạc Hà Sơn Mạch, Vọng Phong Cốc, đây là muốn đi, Độc Điện. Đồng tử Tạ Cửu Thần co lại. Phân bộ Độc Điện ở Hiên Viên Vương Quốc, tuy rằng ẩn nấp thần bí, không ít người cũng không biết vị trí cụ thể, nhưng làm đường chủ thú đường, hắn vẫn có nghe nói qua. Ở bên trong Vọng Phong Cốc này, bình thường ở đây là nơi cấm kỵ của người tu luyện. Trương thú sư thế nào lại để cho hạ nhân của hắn qua đó? Ngươi cũng biết Độc Điện. Đúng vậy, ta là muốn cho hắn đi một chuyến. Trương Huyền mỉm cười. Nhưng, Độc Điện vô cùng nguy hiểm. Tạ Cửu Thần không nhịn được nói. Độc Điện có tiếng xấu, không ít người trên thân mang án mạng. Tùy tiện chạy tới, sẽ vô cùng nguy hiểm. Huống gì hạ nhân này, chỉ có thông huyền cảnh mà thôi, thực lực rất yếu. À, ta có một bằng hữu ở Độc Điện, bảo hắn qua tìm, không có nguy hiểm gì. Bảo ngươi phái người bảo vệ, chỉ là tránh cho phiền toái không cần thiết mà thôi. Trương Huyền giải thích. Trước đây Cổ Mục rời đi, từng cho hắn một lệnh bài, nói cần giúp đỡ, có thể cầm đi tìm. Bây giờ đối địch cùng Vương Thất Hiên Viên, muốn giết thái tử của người ta, quan hệ này có thể sử dụng, tự nhiên hắn cũng muốn dùng một chút. Chỉ có điều, hiện tại hắn phải tu luyện, tận dụng thời gian nâng cao thực lực, không có thời gian qua đó. Suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có Tôn Cường thích hợp. Người này tính tình khôn khéo, bảo hắn tìm người, khẳng định mạnh hơn đám người Triệu Nhã nhiều. Được, vậy ta đi chuẩn bị ngay. Nghe hắn còn có bằng hữu ở Độc Điện, Tạ Cửu Thần đường chủ có chút do dự, cuối cùng gật đầu. Hắn xoay người rời khỏi đó, Trương Huyền nhìn về phía Tôn Cường. Tôn quản gia, ta biết ngươi đối với lão sư trung thành và tận tâm. Lúc này vừa vặn có chuyện làm phiền ngươi đi làm. Thiếu gia phân phó là được. Tôn Cường vội vàng ôm quyền. Lời đệ tử thân truyền duy nhất của lão gia nói ra, hắn tự nhiên tuân thủ. Ngươi cầm cái lệnh bài này, đi Độc Điện ở Vọng Phong Cốc tìm kiếm một vị độc sư gọi là Cổ Mục, bảo hắn tới Hiên Viên Vương Thành tìm ta. Lấy lệnh bài ra, Trương Huyền nói. Được. Tôn Cường nghi ngờ nhìn qua. Vậy vị Cổ Mục này là bằng hữu của thiếu gia hay là cái gì? Ta nên xưng hô như thế nào? Chuyện Trương Huyền từng trải qua ở Độc Điện, không nói qua cùng bất kỳ kẻ nào. Hắn cũng không biết được rõ ràng. À, vị này Cổ Mục là ta. Là đồ tôn của lão sư, cũng chính là sư chất của ta. Trương Huyền nói. Ban đầu hắn muốn nói là đồ tôn của mình, nhưng nếu như người này đi tới phát hiện vị sư thúc tổ này ngay cả 20 cũng chưa tới, nhất định sẽ sinh lòng nghi ngờ. Còn không bằng đổ thân phận vị cao nhân này lên trên người lão sư có lẽ có. Dù sao vị, lão sư, này thần bí đã quen, cũng không quan tâm thần bí thêm một lần. Đồ tôn của lão gia. Ánh mắt Tôn Cường nhất thời sáng lên. Không nghĩ tới lão gia còn có một vị đồ tôn Độc Điện. Người này lợi hại. Ta theo sau lão gia, cho dù không thể cùng lão gia ngang hàng, cũng chí ít ngang hàng cùng thiếu gia. Vị này nếu là đồ tôn của lão gia, sư điệt của thiếu gia, vậy cũng là vãn bối của ta. Trong lòng Tôn Cường tính toán một chút. Làm trưởng bối của hắn, gọi hắn qua hỗ trợ, còn không phải là đơn giản lại thêm vui vẻ sao? Lại nói, ta là trưởng bối. Đi tới chỗ hắn, thế nào cũng có thể được tiếp đãi thật tốt, rượu ngon thịt ngon hầu hạ. Hắn càng nghĩ càng cao hứng, cảm thấy thiếu gia cho hắn một công tác tốt. Ừ, Độc Điện không phải là nơi an toàn, nhất định phải cẩn thận. Thấy bộ dạng hắn cao hứng, Trương Huyền nhắc nhở một câu. Thiếu gia yên tâm. Tôn Cường gật đầu. Như vậy đi, ta cho ngươi một luồng chân khí. Nếu có người hạ độc đối với ngươi, cũng có thể ứng phó, không đến mức bị thương. Có chút do dự, Trương Huyền búng ngón tay một cái. Chân khí thiên đạo dọc theo kinh mạch của đối phương chui vào đan điền, lặng lẽ ẩn nấp đi. Chương 715, Tôn Cường thúc thúc tới hạ 1. Chân khí thiên đạo của Trương Huyền tông sư cấp bậc đỉnh phong,
có thể hóa giải tất cả kịch độc cấp bậc chỉ có tam phẩm, giải dược đều không cần. Tôn Cường đi lần này không biết sẽ gặp phải nguy hiểm thế nào, vẫn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Nếu thật sự có người dám động thủ với hắn, có luồng chân khí này ở đây, cho dù không đối kháng được kịch độc tam phẩm, bảo toàn tính mạng chí ít không có vấn đề quá lớn. Đa tạ thiếu gia, cảm nhận được chân khí ẩn nấp ở bên trong thân thể, biết thiếu gia là vì suy nghĩ cho an toàn của hắn, Tôn Cường cảm kích gật đầu. Trải qua những ngày chung đụng này, hắn biết vị thiếu gia này, cho dù không bằng lão gia, nhưng cũng là một người có bản lĩnh lớn. Nếu làm như vậy, khẳng định có mục đích của hắn. Giảng giải kỹ càng tỉ mỉ một chút về phương pháp sử dụng chân khí này, thấy người này hoàn toàn nhớ kỹ, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Từ khi đi theo mình, Tôn Cường người này mặc dù có chút đầu cơ, vẫn rất đáng tin. Không ít chuyện, đều có thể thuận lợi hoàn thành, bớt đi không ít phiền phức. Dương Sư, là một danh sư cao giai không biết tên. Làm quản gia, tự nhiên phải có khí độ của quản gia. Hắn tuy rằng thực lực không ra sao, đối với chút đắn đo này, vẫn là hết sức tinh chuẩn. Nếu không, cũng không đến mức dẫn hắn từ Thiên Huyền Vương quốc tới đây. Đây là mấy đan dược rất có ích lợi đối với tu vi. Thời điểm ở trên đường không nên lười biếng tu luyện. Cổ tay lật một cái, hắn lấy ra một ít đan dược nhận được từ Lâm gia, đưa tới. Vâng. Tôn Cường vội vàng tiếp nhận. Hắn cũng không ngốc, hắn biết tu vi bây giờ đã có chút cản trở. Nếu không nhanh hơn, một khi không còn tác dụng, thật sự lại thảm. Trương Huyền lại căn dặn vài câu, đã thấy Tạ Cửu Thần Đường chủ trở về. Đi theo phía sau là một lão nhân, chính là Ngụy Dư Thanh. Độc điện nguy hiểm, ta suy đi nghĩ lại, vẫn để cho Ngụy trưởng lão đi theo thôi. Như vậy có thể an toàn hơn một ít. Tạ Đường chủ nói. Ngụy Dư Thanh là thuần thú sư tam tinh, còn là cường giả chí tôn đỉnh phong. Toàn bộ thú đường trừ hắn ra, đó là người thực lực mạnh nhất, hơn nữa cũng biết tương đối nhiều về độc điện. Để cho người này dẫn hạ nhân của vị trương thú sư này qua, chắc hẳn là an toàn nhất. Trương thú sư là vị khách tôn quý nhất của thú đường. Lại nói thanh yểm thú đến bây giờ cũng không thuần phục triệt để. Đối phương nhờ cậy một lần, bất kể như thế nào cũng phải bảo vệ hạ nhân của hắn cho tốt tốt. Vậy làm phiền Ngụy trưởng lão. Trương Huyền ôm quyền. Yên tâm đi. Ngụy Dư Thanh cười gật đầu. Ta tuy rằng không đi qua độc điện, lại từng nghe qua không ít nghe đồn. Chỉ là tìm người, không có nguy hiểm. Chỉ là tìm người mà thôi, không phải đi quấy rối độc điện, vấn đề không lớn. Cho dù độc sư thủ đoạn rối loạn kinh người, làm thuần thú sư nghề nghiệp sát đầu của Thượng Cửu Lưu, cũng không phải là giả. Ừ. Do Ngụy trưởng lão tự thân xuất mã, Trương Huyền yên tâm không ít, không nói thêm gì nữa. Hai người cưỡi man thú bay rời khỏi đó. Tạ Cửu Thần Đường chủ đợi một hồi, cũng xoay người từ biệt. Thanh yểm thú đã tỉnh lại, hắn phải tận dụng thời gian giải quyết tai họa ngầm trong cơ thể đối phương, làm tốt quan hệ. Bắt đầu đi. Mọi người rời khỏi, Trương Huyền tìm một gian phòng yên tĩnh, điều chỉnh tốt hít thở, khoanh chân ngồi xuống. Máu linh thú cũng đủ, cũng nên tiếp tục tu luyện thiên đạo kim thân tầng thứ hai. Điều chỉnh tốt trạng thái, hắn búng ngón tay một cái. Vài giọt máu linh thú xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Một linh khí nồng đậm tràn ngập gian phòng. Loại biệt thự một mình tu luyện này, đều có bố trí có trận pháp, có thể tập trung lại linh khí, khiến cho nó không dễ dàng tản đi. Hai mắt chăm chú, chân khí dựa theo phương pháp thiên đạo kim thân tầng thứ hai không ngừng vận chuyển. Hắn búng ngón tay một cái, máu lập tức biến thành từng làn sương mù, chui vào mỗi một chỗ huyệt đạo trong toàn thân. Máu linh thú, tinh huyết lấy trong cơ thể linh thú ra, mặc dù không có chân quý như nội đan, nhưng cũng ẩn chứa tinh túy căn bản nhất của một con linh thú. Mỗi một giọt ẩn chứa năng lượng, đều càng tinh thuần, phong phú vượt xa so với linh thạch. Hấp thu những lực lượng này, trong cơ thể lập tức hình thành một dòng nước lũ cường đại, tẩm bổ mỗi một chỗ tế bào, trở nên càng cường đại hơn. Hiệu quả yếu hơn không ít. Cảm nhận được tình hình sau khi hấp thu máu, thần sắc Trương Huyền nghiêm trọng. Dựa theo lực lượng tăng lên, nhu cầu đối với máu linh thú cũng sẽ càng lúc càng lớn. Trước đây một giọt thì có thể làm cho hắn nắm giữ tiến bước cực lớn, hiện tại gần như không có tác dụng quá lớn. Chỉ có điều, máu của con linh thú này cũng đủ, hắn cũng không quan tâm. Hơn nữa trước đó hắn lại tính toán qua, 20 giọt máu linh thú, chắc hẳn là cũng đủ để hắn trùng kích chí tôn đỉnh phong. Chỉ cần lực lượng đạt được, dựa vào mắt minh lý, thiên đạo đồ thư quán. Cho dù gặp phải nửa bước hóa phàm, cũng chưa chắc không thể đánh một trận.
báo thù cũng sẽ dễ dàng hơn. Tăng tăng tăng. Tầng thứ hai thiên đạo kim thân vận chuyển, không ngừng thay đổi hình thái cơ bắp, khiến cho lực lượng thăng cấp bay nhanh. Ầm ầm. Không biết qua bao lâu, một tiếng nổ lớn, giống như là phá tan gông xiềng nào đó giam cầm ở trên người, lại giống như là tiến vào trong nước ấm, toàn thân khoan khoái. Trải qua tu luyện, cuối cùng phá tan gông cùng xiềng xích 9999 đỉnh, đạt được cấp chí tôn. 9999 và 1 vạn, tuy chỉ có chênh lệch một đỉnh, lại là sự khác biệt giữa chí tôn cùng nửa bước chí tôn, trình độ sinh mạng hoàn toàn khác nhau. Chí tôn, đỉnh phong nhất của võ giả tu luyện, bất kể thân thể hay tinh khí thần, đều đạt tới cực hạn nhân loại có thể đạt được. Bước ra bước này, thành tựu hóa phàm, trình độ sinh mạng sẽ xảy ra lột xác. Bất kể tuổi thọ, hay thực lực, đều sẽ bay vọt trên diện rộng. Không đạt được, cũng chỉ có thể cả đời đứng ở tông sư cảnh, dựa theo năm tháng trôi qua, tuổi xuân tươi đẹp dần dần già, lại bất lực. Nói cách khác, là trở thành bàn đạp của cường giả chân chính. Không ít người tu luyện, đều không xông qua được bước này, cuối cùng cả đời. Tiếc nuối. Trương Huyền trước đó hấp thu hai giọt máu linh thú, cũng dừng lại ở trên cửa ải này, bất kể tu luyện như thế nào, cũng chỉ kém lực một đỉnh. Hiện tại máu cũng đủ, có thể thỏa thích tiêu xài, cuối cùng đột phá. Cảnh giới đột phá, trong nháy mắt Trương Huyền cảm thấy độ phản ứng và tư duy cũng có tăng lên trên diện rộng. Càng trong sáng, càng rõ ràng hơn. Chương 716, Tôn Cường thúc thúc tới hạ 2. Không hổ danh là đỉnh phong nhất của võ giả, chỉ thân thể đột phá, khiến hắn nhận được lợi ích không tưởng được. Mặc dù lực lượng chỉ thêm một đỉnh, thực lực lại chợt tăng gần gấp đôi. Nếu như lại chiến đấu cùng kim thân thiết tí viên, cho dù không cần đồ thư quán, cũng có thể dễ dàng dựa vào thực lực nghiền ép nó, chấn phục nó. Đây là chí tôn. Cố gắng gia tăng. Biết đạp bằng cái gông cùng xiềng xích này, lại muốn tăng lên sẽ càng dễ dàng hơn. Hắn mỉm cười, điên cuồng hấp thu máu linh thú trong bình ngọc, nhanh chóng vận chuyển thiên đạo kim thân tầng thứ hai. Lực lượng lại tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. 10.100 đỉnh. 10.200 đỉnh. 10.300 đỉnh. 3.000 đỉnh. Không đến một ngày, lại từ 1 vạn đỉnh, trực tiếp đạt tới 3 vạn đỉnh, cùng chí tôn hậu kỳ không chênh lệch bao nhiêu. Lúc này, đã tiêu hao đủ 18 giọt máu linh thú. Xem ra so với ta dự đoán, còn muốn tiêu hao lớn hơn. Vốn tưởng rằng đạt được chí tôn hậu kỳ, tối đa chỉ dùng khoảng 10 giọt. Kết quả lại sử dụng 18 giọt, vượt ra ngoài dự toán. Chỉ có điều, không có vấn đề gì, còn lại 12 giọt, chắc hẳn là cũng đủ. Tiếp tục. Hít sâu một hơi, không nghĩ nhiều nữa, mắt nhắm lại, Trương Huyền tiếp tục tu luyện. Hắn ở bên này bế quan, Tôn Cường bên kia trải qua hơn nửa ngày bay, cuối cùng đi tới Vọng Phong Cốc ở Lạc Hà Sơn Mạch. Nơi này giống như Hồng Liên Sơn Mạch trước đây, cỏ mọc lan tràn không biết sâu tới mức nào. Liếc mắt không nhìn thấy được điểm cuối, độc điện lại ẩn nấp ở trong núi rừng xanh biếc này. Không biết vị trí cụ thể, đừng nói không tìm được, sợ rằng đi xa một chút. Sẽ bị man thú ẩn nấp trong đó, chướng khí giết chết. Cẩn thận một chút. Ngụy Dư Thanh trưởng lão đã sớm lấy tị chướng đan ra ngoài. Bỏ qua man thú bay, bọn họ dọc theo sơn cốc không ngừng về phía trước. Ngụy trưởng lão thực lực chí tôn đỉnh phong, một ít man thú cấp bậc thấp, căn bản không dám tới gần. Hơn nữa hắn tính tình nhạy bén, kinh nghiệm giang hồ phong phú, một đường đi về phía trước, ngược lại không gặp phải quá nhiều nguy hiểm. Đi tròn một ngày. Vòng qua vô số khí độc và xào huyệt man thú, một khu nhà cực lớn xuất hiện ở trong phạm vi tầm nhìn. Vô số nham thạch màu xám cho dựa vào nhau, dựng thành nhà, cao lớn khí thế, khiến người ta một loại cảm giác cổ xưa tang thương. Có chút tương tự với độc điện ở Hồng Liên Thành, chỉ có điều, càng rộng lớn khổng lồ hơn, đầy các loại trận pháp lợi hại. Vòng qua một nham thạch to lớn, đi tới trước mặt một cửa lớn. Còn chưa tiến vào, lại đụng vào cơ quan gì đó. Phát ra âm thanh két. Ngay sau đó có tiếng chuông vang lớn. Ầm. Mấy trường bào độc sư xuất hiện ở trước mắt. Độc điện tuy rằng che giấu rất kỹ, đơn giản không có người công kích, nhưng làm một trong những nghề khiến người ta kiêng kỵ, vẫn làm đầy đủ phòng ngự. Người nào dám xông vào độc điện? Một người thanh niên đi lên, lạnh lùng nhìn qua. Mấy người này dáng vẻ chừng 30 tuổi, tất cả đều đạt tới tông sư cảnh. Người thanh niên nói chuyện còn là tông sư đỉnh phong. Đương nhiên, độc sư đáng sợ nhất cũng không phải là thực lực, mà là bản lĩnh sử dụng độc.
Mặc dù chỉ là cấp bậc tông sư, cho dù Ngụy Dư Thanh trưởng lão cũng không dám khinh thường. Tại hạ thuần thú sư tam tinh của thú đường, Ngụy Dư Thanh trưởng lão, đến tìm một vị bằng hữu. Bước lên trước, Ngụy Dư Thanh ôm quyền. Trải qua hơn một ngày ở chung, biết Tôn Cường này thực lực chỉ có đỉnh lực cảnh, kém đến rối tinh rối mù, hắn lại chủ động nhận trách nhiệm giao thiệp đến trên người mình. Ngụy trưởng lão thú đường. Thoáng sửng sốt một chút, thần sắc người thanh niên nghiêm trọng. Cho dù ít ra ngoài, đối với lực lượng đẳng cấp bên ngoài hắn vẫn biết một chút. Có thể trở thành trưởng lão thú đường, thực lực của vị trước mắt này, sợ rằng tự nhiên đạt được chí tôn đỉnh phong. Bọn họ không thể đắc tội. Không biết hai vị muốn tìm vị độc sư nào trong độc điện chúng ta. Trả lại lễ tiết, thần sắc người thanh niên cung kính nói. Là một người độc sư tên là Cổ Mục. Tôn Cường mở miệng. Cổ Mục. Người thanh niên sửng sốt, lông mày nhăn lại. Các ngươi muốn tìm cổ điện chủ. Điện chủ. Tôn Cường và Ngụy Dư Thanh trưởng lão đồng thời sửng sốt. Thời gian đi trên đường, Ngụy trưởng lão cũng biết là phải đi qua tìm kiếm sư điệt của Trương Huyền. Vốn tưởng rằng chỉ là một độc sư không có danh tiếng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, không ngờ đường đường là điện chủ của độc điện. Người như thế, cho dù địa vị so sánh với Tạ Cửu Thần, đều hoàn toàn không kém hơn. Không sai. Thấy đối phương không biết Cổ Mục là điện chủ, lại tới đây tìm kiếm, đám người thanh niên lộ ra một tia cảnh giác, không nhịn được nhìn qua. Không biết các ngươi muốn tìm điện chủ có chuyện gì, ta sẽ thay mặt đi thông báo. Chuyện gì? Có chút do dự, Tôn Cường nhớ tới thân phận của mình, thân thể to béo lập tức trở nên ổn trọng, giống như một ngọn núi lớn. Lông mày hắn nang lên, chắp hai tay ở sau lưng, lộ ra vẻ ngạo nghễ. Hừ, lại nói với hắn, Tôn Cường thúc thúc của hắn tới, nhanh ra ngoài nghênh đón một chút. Chương 717, lão sư của Cổ Mục cũng tới, một. Tôn Cường thúc thúc, đang muốn hỗ trợ giải thích, nghe nói như thế, môi Ngụy Dư Thanh nhất thời co rút. Thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Có thể trở thành điện chủ của độc điện, bất kể thực lực hay là trình độ dùng độc, khẳng định đều cực kỳ cường đại. Cho dù Tạ Cửu Thần đường chủ đích thân tới, sợ rằng không dám cam đoan có thể chiến thắng. Gặp phải loại cường giả này, cho dù là hắn, cũng phải giữ vững tôn trọng lớn nhất, không dám khinh thường. Người này thì hay rồi, vừa mở miệng thúc thúc tới. Ngươi là luận từ đâu ra vậy? Cho dù vị Cổ Mục này là đồ tôn của Dương Sư, cũng với ngươi cũng không có quan hệ quá lớn. Một kẻ đỉnh lực cảnh, mở miệng bảo cường giả chí tôn đỉnh phong gọi thúc thúc. Còn ngông nghênh, khí thế ép người như vậy. Ngụy Dư Thanh cảm thấy mặt xanh lét. Vốn tưởng rằng tới đây tìm người, chỉ là chuyện nhỏ. Không nghĩ tới tên này không đáng tin cậy như vậy. Ngươi nói cái gì? Không nên ngu xuẩn. Quả nhiên, nghe được lời nói của người này lớn lối như thế, mọi người lập tức bùng nổ. Cổ Mục đường chủ vô cùng cường đại, còn là thần tượng của bọn họ, từ khi nào xuất hiện một thúc thúc. Hơn nữa, cho dù có thúc thúc, cũng cần phải là cường giả thực lực hóa phàm, làm sao có thể là bộ dáng đáng khinh như ngươi, chỉ có đỉnh lực cảnh. Làm càn. Đã sớm thường thấy loại cục diện này, lông mày Tôn Cường nâng lên, không giận tự uy. Nhanh đi gọi người ra, để tránh phiền phức, nếu không, chọc giận ta, có tin ta bảo Cổ Mục hạnh này hủy đi bộ xương của các ngươi hay không? Cổ Mục hạnh này, Ngụy Dư Thanh khóe miệng lại nhất thời co rút, cảm thấy nếu phải tiếp tục nghe tiếp, trái tim có lẽ sẽ không thể nào chịu nổi. Ngươi, một đám người thanh niên cũng tức giận sắc mặt tái xanh, đang muốn hỏi rõ chuyện gì xảy ra, liền nghe được một giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị vang lên. Chuyện gì xảy ra, lại có người nào qua sao? Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người thanh niên dáng vẻ quyền thế, đi nhanh tới. Vừa rồi gõ chuông lớn. Lúc này mới qua thời gian không bao lâu, lại có tiếng chuông một lần. Từ khi nào độc điện dễ chọc giận như thế? Ngô Hy độc sư, người tới thật đúng lúc, người này không biết từ nơi nào xuất hiện, lại còn nói là thúc thúc của Cổ điện chủ. Mọi người sốt ruột đi tới, giải thích sự việc một lần. Thúc thúc của lão sư chưa từng nói qua còn có thân thích gì. Ngô Hy nhướng mày, đầy nghi ngờ đi tới trước mặt. Tuy rằng kỳ quái, hắn vẫn chưa lỗ mãng. Ôm quyền mở miệng. Tại hạ Ngô Hy, gia sư chính là Cổ Mục điện chủ. Không biết các hạ xưng hô như thế nào, lại là từ đâu đến, ta cũng tiện bẩm báo với lão sư. Thấy người này thái độ cung kính, Tôn Cường thỏa mãn gật đầu. Xưng hô như thế nào? Ta là thúc thúc của lão sư các ngươi kêu ta một tiếng ra ra là được.
lông mày giật giật, thân thể Ngô Hi thoáng lảo đảo một cái. Làm thân truyền của điện chủ, bối phận của hắn ở độc điện luôn luôn rất lớn. Không biết một kẻ đỉnh lực cảnh từ nơi nào xuất hiện, tự nhiên tự xưng là gia gia của hắn. Nghẹn một hơi thở ở ngực, hắn thiếu chút nữa nổ tung. Chỉ có điều, hắn cũng biết, nếu như đối phương thực sự là thúc thúc của lão sư, loại xưng hô này, quả thật không sai. Các hạ tự xưng là thúc thúc của lão sư, không biết có tín vật gì. Ngô Hi cố nhịn, ôm quyền nói. Cho. Cổ tay lật một cái, Tôn Cường ném lệnh bài của Trương Huyền ném tới. Là lệnh bài của lão sư. Liếc mắt thoáng nhìn, Ngô Hi biến sắc. Lệnh bài của lão sư, hắn trước đây đã thấy qua, chỉ có một cái. Không nghĩ tới tên mập này lại lấy ra từ trên người. Lẽ nào kẻ tầm thường này thực sự là thúc thúc của lão sư? Tiền bối chờ, ta đi vào thông báo ngay. Thần sắc Ngô Hi nghiêm trọng, lại không có dáng vẻ vừa rồi, vội vàng ôm quyền, xưng hô cũng từ các hạ, đổi thành tiền bối. Ừ, đi đi. Bàn tay vẫy một cái, Tôn Cường ngạo nghễ, nói. Thấy Ngô Hi bình thường uy phong tám phía, bộ dáng trước ngạo mạn sau cung kính này, khiến mấy người thanh niên há hốc mồm. Vốn còn cho rằng người này khoác lác, không nghĩ tới lại là sự thật. Trước đó có một người tự xưng là lão sư của điện chủ, uy phong tám phía, khí thế vô song, khiến người ta tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Tại sao lại xuất hiện một thúc thúc? Mấu chốt nhất chính là, thực lực thấp như vậy, thoạt nhìn không đáng chú ý như vậy. Đại sảnh độc điện. Cổ Mục ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi, vẻ mặt cung kính. Hơn 20 ngày không gặp, thực lực của hắn càng no đủ hơn so với trước kia, khí tức mơ hồ, cách nửa bước hóa phàm, cũng chỉ có kém một bước. Xem ra dựa theo thời gian trôi qua, không cần bao lâu, hắn có thể bước ra một bước kia, thay ra đổi thịt, cá chép nhảy long môn. Phía trước hắn là một lão nhân râu bạc trắng, ánh mắt đầy tang thương, giống như hồ nước sâu, không nhìn thấy đáy, khiến người ta một loại cảm giác cao thâm khó lường. Bên cạnh lão nhân lại là một thiếu niên mười mấy tuổi, toàn thân mặc trang phục màu trắng, tay cầm quạt giấy, môi hồng nhuận, nhìn kỹ, dáng vẻ so với Quý Mặc công tử tự nhận phong lưu, cũng phải anh tuấn hơn vài phần. Thậm chí có thể nói, so sánh ra, người sau bất kể khí chất, hay diện mạo, đều kém hơn quá nhiều, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Nhất là da, trơn nhẵn trắng nõn, ngay cả Trương Huyền tu luyện loại thiên đạo kim thân này tới tầng thứ hai, cũng thoáng có chút không bằng. Cũng chỉ có Triệu Nhã, mới có khả năng so sánh ngang với hắn. Ngồi yên tĩnh ở trên ghế, người thiếu niên tuy rằng không nói một câu, lại khiến người ta có một loại áp lực. Ngay cả lão nhân râu bạc trắng, đều lấy hắn làm đầu, không dám nhiều lời. Lão sư, đây là hạt sen xích diễm, sau khi dùng có thể giúp nửa bước hóa phàm tăng thêm 20% cơ hội trùng kích hóa phàm cảnh thành công. Cổ tay lật một cái, Cổ Mục điện chủ đưa qua một cái hộp ngọc về phía lão nhân. Hộp ngọc mở ra, bên trong một vật phẩm đỏ như máu kích thước chừng củ lạc, tản ra linh khí kinh người, khiến người ta hít vào một hơi, lại không nhịn được thấy sáng tỏ thông suốt. Hạt sen xích diễm. Bảo vật ban đầu nhận được ở Hồng Liên Sơn Mạch. Ừ. Lão nhân gật đầu, nhận lấy, đưa cho người thiếu niên bên cạnh. Công tử. Người muốn tới đây, chính là vì thứ này. Người thiếu niên được gọi là, công tử, liếc mắt thoáng nhìn, liền thu hộp ngọc về. Hạt sen xích diễm trong mắt người khác vô cùng chân quý, trong mắt hắn giống như rẻ mạt, cũng không quá để ý. Ta nghe nói thứ này, có lợi đối với thân thể của công tử. Lão nhân vội vàng giải thích. Hao tâm tổn trí rồi. Nghe được là vì hắn, công tử, gật đầu, thu hồi hộp ngọc, không nói thêm gì nữa. Làm được không tệ. Thấy, công tử, tầm mắt luôn cao nhận lấy hạt sen xích diễm, lão nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Cổ Mục điện chủ, thỏa mãn gật đầu. Lão sư đối với ta ơn nặng như núi. Học sinh hiếu kính là chuyện nên làm. Cổ Mục liền vội vàng đứng lên ôm quyền. Vị trước mắt này. Chính là lão sư của hắn trước kia, độc sư tứ tinh, Kim Tòng Hải. Thời điểm đối phương còn là độc sư tam tinh, lại thu hắn làm học sinh, vẫn bồi dưỡng hắn, sau đó, đột phá gông cùm xiềng xích, rời khỏi nơi này, vừa đi chính là 20 năm. Có thể nói, hắn có thể có thành tựu như ngày hôm nay, cùng với đối phương chỉ điểm, không thể không có phần. Bằng không, đừng nói độc sư tam tinh đỉnh phong, hắn có khả năng còn đang bò trên nhị tinh, không có cách nào tiến bước. Sau khi nhận được hạt sen xích diễm, biết là bảo vật hiếm có, lại truyền lại tin tức ra ngoài, lão sư lúc này mới đặc biệt di chuyển, đi tới nơi này.
Đồ đã lấy được, nhanh đi thôi. Đối với loại hàn huyên này, công tử cũng không quá để ý, trong tay cầm quạt giấy ngăn cản, đứng dậy. Vâng. Kim Tòng Hải gật đầu. Lão sư, không biết lần này lão sư muốn đi tới nơi nào, vội vàng như thế. Có gì học sinh làm được, sẽ dốc hết toàn lực đi làm. Thoáng sửng sốt một chút, Cổ Mục điện chủ không nhịn được nói. Vốn tưởng rằng lão sư qua, có thể cảm ơn một khoảng thời gian, thuận tiện chỉ điểm một chút, tranh thủ phá gông cùng xiềng xích, trùng kích cảnh giới cao hơn. Không nghĩ tới vừa đến sẽ phải rời khỏi, khiến cho hắn đầy mất mát. Công tử muốn đi tới một vương quốc nhất đẳng phía dưới của Hiên Viên Vương quốc, không cần ngươi đi làm gì cả. Cứ an tâm đợi ở chỗ này đi. Kim Tòng Hải cười khoát tay áo, cự tuyệt. Phía dưới Hiên Viên Vương quốc sở hữu 27 vương quốc nhất đẳng. Không biết công tử và lão sư muốn đi đâu, ta đều tương đối quen thuộc. Biết lão sư lấy vị, công tử, này làm chủ, Cổ Mục điện chủ vội vàng nói. Thiên Vũ Vương quốc. Kim Tòng Hải nói. Thiên Vũ. Ta mấy ngày hôm trước vừa từ nơi đó trở về, thực không dám giấu giếm, hạt sen xích diễm này chính là nhận được từ phân bộ nơi ấy. Công tử và lão sư muốn qua, ta có thể dẫn đường. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Cổ Mục điện chủ vội vàng nói. Hắn từ Thiên Vũ Vương quốc trở về, cũng đã chừng 10 ngày, vừa vặn có thể dẫn đường cho lão sư. Ngươi vừa trở về. Nghe hắn nói như vậy, vừa rồi, công tử, cái gì cũng không quan tâm xoay đầu lại. Tốt lắm, ta vừa lúc có chuyện này hỏi ngươi. Công tử mời nói. Vẻ mặt của Mục điện chủ cung kính. Công tử, dừng lại một chu tầm đang muốn hỏi thăm, liền nghe được một tiếng bước chân vội vã truyền vào. Ngay sau đó Ngô Hi xuất hiện ở phạm vi tầm nhìn. Chương 718, lão sư của Cổ Mục cũng tới, 2. Lão sư, thế nào? Thấy học sinh cắt ngang câu hỏi của công tử, sợ hắn tức giận, sắc mặt của Mục điện chủ trầm xuống. Bên ngoài có người tự xưng là thúc thúc của lão sư, muốn tiến vào. Ngô Hi vội hỏi. Thúc thúc của ta. Cổ Mục cảm giác giống như hòa thượng đầu chọc sờ không thấy tóc. Ta có một thúc thúc từ lúc nào? Phụ thân hắn là con trai độc nhất trong nhà. Từ khi nào xuất hiện một thúc thúc? Nhưng trong tay hắn có lệnh bài của lão sư. Ngô Hi vội vàng đưa lệnh bài của Tôn Cường tới. Nhìn thấy được lệnh bài, Cổ Mục nghiêm sắc mặt. Chẳng lẽ là sư thúc tổ phái tới? Lệnh bài này hắn chỉ cho một người, chính là vị sư thúc tổ thần bí kia. Tuy rằng tuổi không lớn lắm, lại có thủ đoạn quỷ thần khó lường. Hắn mặc dù có thể ở trong 20 ngày ngắn ngủi, cũng sắp muốn đột phá chí tôn đỉnh phong, chính là bởi vì đã từng được vị tiền bối này chỉ điểm. Ra tay giải quyết tai họa ngầm trên người, hỗ trợ thuần phục dung nham thú, khiến cho hắn báo thù cho thê tử, lại có thời gian và hy vọng. Nói thật, đối với vị trưởng bối thần bí này, trong lòng cảm kích không kém gì lão sư trước mắt. Sư thúc tổ nào? Kim Tòng Hải ở một bên, nghe được hắn tự nói, không nhịn được nhìn qua. Chuyện này ta vừa vặn muốn bẩm báo với lão sư. Cổ Mục điện chủ vội vàng đi tới trước mặt. Không biết lão sư có thể có một sư thúc thoạt nhìn tuổi không lớn lắm hay không? Nếu là sư thúc tổ của hắn, tất nhiên cũng chính là sư thúc của vị này. Sư thúc? Kim Tòng Hải không hiểu ra sao. Tuổi không lớn lắm, tên gọi là gì? Gọi là Bạch Thiềm, chỉ có điều, đây là sử dụng tên giả. Cụ thể tên gọi là gì, ta cũng không biết được rõ ràng. Cổ Mục nói. Bạch Thiềm, cái tên này, sau này hắn lại để cho Liêu Huân điều tra, chỉ là một y sư bình thường ở Thiên Vũ Vương Thành. Chắc hẳn sư thúc tổ sợ người biết được, mượn thân phận. Tên họ thật sự của hắn, cũng không biết là gì. Hắn người ở đâu? Thấy hắn nói mơ hồ không rõ. Kim Tòng Hải hỏi tiếp. Mỗi một người tu luyện, suốt đời đều có không ít lão sư. Chỉ có điều phần lớn đều nửa nghĩa sư đồ, thật sự thụ nghiệp, có nhận đại ân, thông thường chỉ có một vị. Lão sư của hắn nhiều năm trước đã mất, không có nghe nói còn có sư đệ các loại. Loại sư thúc đột nhiên xuất hiện này là có ý gì? Sau khi từ biệt ở Hồng Liên Sơn Mạch, lại chưa thấy qua. Chỉ có điều, ta cho hắn một cái lệnh bài, hiện tại có người cầm qua. Chắc hẳn là thế hệ con cháu, hoặc học sinh của hắn. Cổ Mục nói tiếp, nếu như đối phương xưng là thúc thúc của mình, chắc hẳn là vãn bối của vị sư thúc tổ này. Sư phụ của ta, Kim Thành Tuyết Tiên Sinh, 13 năm trước đây đã mất, chưa bao giờ từng nói với ta chuyện sư môn truyền thừa. Ta cũng không rõ lắm, chỉ có điều, nếu như là một mạch gia, có lẽ có thể nhận ra. Nhăn mày lại,
Kim Tòng Hải muốn xem thử vị sư thúc này, rốt cuộc là nguồn gốc thế nào. Hắn có chút do dự, nhìn về phía công tử. Ta đi Thiên Vũ Vương quốc chỉ là hứng thú nhất thời. Đi chậm mấy ngày cũng không sao. Nếu là chuyện sư môn của ngươi, tất nhiên phải điều tra rõ ràng, để tránh có người vàng thau lẫn lộn. Công tử, biết ý tứ của hắn, khoát tay áo, nói. Đa tạ công tử. Thấy đối phương cũng không vì chuyện của mình làm chậm trễ, cảm thấy mất hứng, ánh mắt Kim Tòng Hải nhất thời sáng lên, xoay người phân phó một câu. Để cho bọn họ vào đi, ta vừa lúc xem thử, vị sư thúc này ngươi nói, rốt cuộc là có phải thật sự hay không? Vâng. Cổ Mục gật đầu, nhìn Ngô Hi vẫy vẫy. Người thanh niên đi ra ngoài, thời gian không lâu, hai bóng người đi theo ở phía sau, bước đến. Một người đi trước, thực lực chỉ có đỉnh lực cảnh, thân hình mập mạp, chắp hai tay ở sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, mang theo một chút ngạo khí, chính là Tôn Cường. Một lão nhân phía sau, lại là một vị cường giả chí tôn đỉnh phong, khí tức trầm ổn, ánh mắt sáng như điện. Ngụy Dư Thanh trưởng lão. Ba người đi tới, Ngô Hi còn chưa kịp giới thiệu, Tôn Cường lại liếc mắt nhìn tới. Các ngươi người nào là Cổ Mục? Thấy người này không có bất kỳ cấp bậc lễ nghĩa, gọi thẳng kỳ danh của điện chủ, cử chỉ mang theo sự ngạo mạn, sắc mặt đám người Ngô Hi khó coi. Chính là tại hạ. Cổ Mục cũng nhướng mày, ôm quyền nói. Lệnh bài đã nhìn thấy, lão gia nhà chúng ta, bảo ngươi đi Hiên Viên Vương thành một chuyến. Không chút khách khí, Tôn Cường đi thẳng tới chủ vị ngồi xuống, bàn tay thô dày vẫy vẫy. Tranh thủ thời gian chuẩn bị đi. Không biết sư thúc tổ muốn ta đi Hiên Viên Vương thành có chuyện gì? Ta nên chuẩn bị cái gì? Cổ Mục nhìn qua. Có lệnh bài làm chứng, đối phương khẳng định không phải là giả. Hơn nữa trước đó hắn cũng đã nói, bất luận là ai, chỉ cần cầm lệnh bài trong tay, đi qua tìm kiếm, đưa ra yêu cầu, tất nhiên hắn sẽ dốc hết toàn lực hỗ trợ giải quyết. Tôn Cường nghiêm sắc mặt. Chuyện của lão gia, ta làm hạ nhân, không dám tham dự. Khuyên ngươi tốt nhất cũng không nên hỏi đến quá nhiều. Đến nơi, lão gia tự nhiên sẽ nói, ngươi cũng sẽ biết được. Đúng vậy. Cổ Mục gật đầu. Thấy một người thực lực ngay cả ích huyệt cảnh cũng không đến, đối mặt với đường đường điện chủ của độc điện, cường giả siêu cấp chí tôn đỉnh phong, không những hoàn toàn không có sợ hãi, trong giọng nói còn mang theo sự quát mắng, Ngụy Dư Thanh trưởng lão choáng váng mắt trợn trắng. Vốn tưởng rằng người này thực lực kém, lại từ địa phương nhỏ đi qua, chưa thấy qua việc đời. Hắn là chí tôn đỉnh phong, trưởng lão thú đường, có thể nói giúp một chút, thuận tiện dẫn hắn tăng thêm chút kiến thức. Kết quả vừa so sánh cùng người ta, mình thành người quê mùa. Đối mặt với độc điện chỗ khủng khiếp, người người nhắc tới đều biến sắc, hắn khiếp sợ đến mức không dám nhiều lời. Đối phương đĩnh đạc nói, không thèm quan tâm, ngay cả điện chủ cũng muốn quát mắng thì quát mắng, muốn không nể tình lại không nể tình. Quá mạnh, rốt cuộc không cần tự tin như vậy chứ. Chẳng lẽ lại thật sự cho rằng bọn họ sẽ không giết người? Công tử, chuyện gì cũng không để tâm, không thèm quan tâm cũng trợn tròn mắt, có chút đờ người ra. Đã thấy kẻ ngu ngốc, lại chưa thấy qua kẻ ngu ngốc như thế. Chút thực lực ấy, tùy tiện một học đồ cũng có thể tiện tay bóp chết. Tự nhiên hắn ở chỗ này đĩnh đạc nói, hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Chẳng lẽ nhân vật sau lưng thật sự rất lợi hại, đoán chắc Cổ Mục không dám động thủ, mới có khả năng không có sợ hãi như vậy. Vị bằng hữu này, không biết lão gia nhà các ngươi, xưng hô như thế nào. Thật sự không nhịn được, Kim Tòng Hải mở miệng. Đối phương tự tin như vậy, lẽ thẳng khí hùng, hắn cũng nghi ngờ. Nếu quả thật là giả mạo, khẳng định ngoài mạnh trong yếu, có thể nhìn ra. Người trước mắt này, là tự tin từ trong lòng sinh ra, hoàn toàn không có ý sợ hãi. Nói rõ có chỗ dựa tuyệt đối. Đây cũng không phải là điều có thể giả mạo được. Làm càn. Ngươi là ai, ta và Cổ Mục điện chủ nói, có phần cho ngươi nói chen vào sao? Tôn Cường dướn lông mày lên. Ta ngất. Thân thể thoáng lảo đảo một cái, Ngụy Dư Thanh trưởng lão thiếu chút nữa thì lập tức nôn ra máu, xoay người bỏ chạy. Tôn Cường thực lực thấp, không nhìn ra sự cường đại của vị lão nhân trước mắt này. Nhưng hắn vừa vào cửa đã chú ý thấy, khí tức nội liếm, không chút dao động sợ hãi, tuyệt đối là một vị cường giả siêu cấp hóa phàm cảnh. Chính là bởi vì có một vị như vậy tồn tại, hắn cũng không dám có một cử động nhỏ, lời gì cũng không dám nói. Người này thì hay rồi trực tiếp mắng lớn. Kết thúc rồi. Vốn tưởng rằng tới nơi này tìm người, là một nhiệm vụ đơn giản không thể lại đơn giản hơn. Hiện tại xem ra,
sợ rằng phải chết ở nơi này. Không chỉ hắn có biểu tình này, công tử, và cổ mục cũng thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Một nhân vật nhỏ võ giả ngũ trọng đỉnh lực cảnh, nói chuyện với cường giả hóa phàm cảnh như vậy. Đây cũng không phải là gan lớn, mà là đầu óc có vấn đề. Ngươi, bị trực tiếp quát mắng, sắc mặt Kim Tòng Hải tái xanh, vùng ống tay áo. Ta là lão sư của cổ mục điện chủ, độc sư tứ tinh Kim Tòng Hải, lẽ nào cũng không có phần. Lão sư của cổ mục, độc sư tứ tinh, Tôn Cường sửng sốt, còn tưởng rằng đối phương chỉ là một kẻ đánh nước tương, không nghĩ tới lợi hại như vậy. Chỉ có điều, hắn cũng không khẩn trương, mà là hai mắt nhìn qua. Tứ tinh độc thủ thì như thế nào? Cho dù danh sư tứ tinh Tô Phàm, Lăng Vũ Hằng, nhìn thấy lão gia nhà chúng ta, cũng phải hành lễ học sinh, quát mắng một câu, cũng không dám phản bác. Thế nào, ngươi chẳng lẽ còn cao giá hơn so với danh sư tứ tinh? Làm ta sợ sao? Nói cho ngươi biết, Cường ca cũng đã thấy quen việc đời. Trước đây danh sư tứ tinh, họ, ở trước mặt lão gia cũng phải cúi đầu khom lưng, không dám nói chuyện lớn tiếng. Mình cũng là nói một không ai dám nói hai. Một độc sư mà thôi, lợi hại hơn nữa, còn có thể mạnh hơn chức nghiệp đệ nhất thiên hạ sao? Cho ngươi mặt mũi sao? Giả vờ cái gì mà giả vờ? Tô Phàm, Lăng Vũ Hằng, ngươi nói lại là Tô sư Tô trưởng lão, Lăng sư Lăng trưởng lão của danh sư đường của Liên minh Vạn Quốc. Đang muốn tức giận, nghe hắn nói như thế, Kim Tòng Hải biến sắc. Tô Phàm, Lăng Vũ Hằng làm danh sư tứ tinh, ở Liên minh Vạn Quốc vô cùng nổi danh, không chỉ thực lượng, quan trọng hơn chính là, bản thân là trưởng lão danh sư đường, địa vị cho dù so sánh với vương thất quyền quý Liên minh Vạn Quốc, cũng hoàn toàn không yếu. Hai vị danh sư cường đại cao quý như vậy, ở trước mặt lão gia nhà hắn, hành lễ học sinh, thật hay giả vậy? Nếu là nói thật, vị lão gia này của hắn rốt cuộc là người ra sao? Lợi hại như vậy. Trong nháy mắt thần sắc Kim Tòng Hải ngưng trọng. Chương 719, Đại náo Hiên Viên Vương quốc thượng 1. Ngươi biết Tiểu Tô, Tiểu Lăng? Tôn Cường nhướng mày. Từng, thấy mặt một lần. Nghe hắn gọi danh sư tứ tinh như vậy, Kim Tòng Hải không dám trả lời, khóe miệng giật một cái. Hai vị này ở Liên minh Vạn Quốc đều là nhân vật hô phong hoán vũ, trong miệng đối phương lại giống như nhân vật nhỏ. Cho dù tận mắt nhìn thấy, hắn cũng cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Nếu quen biết, tính là người quen, nói cho ngươi biết cũng không sao. Sắc mặt Tôn Cường hòa hoãn một ít, nói. Lão gia nhà chúng ta Dương Huyền, là một vị danh sư. Muốn nói cấp bậc, lão gia chưa bao giờ nói qua, ta cũng không biết. Chỉ có điều, Tô sư từng ngầm biểu thị, tuyệt đối đạt tới. Ngoài lục tinh, danh sư, ngoài lục tinh. Đám người, công tử, Kim Tòng Hải, cổ mục đồng thời bị dọa cho giật mình. Khang đường chủ lợi hại nhất Liên minh Vạn Quốc, cũng không qua tứ tinh đỉnh phong, còn cách ngũ tinh một đoạn, càng chưa nói lục tinh. Danh sư cấp bậc càng cao, chênh lệch cũng lại càng lớn. Lục tinh và tứ tinh đỉnh phong, thoạt nhìn chênh lệch hai cấp lớn, trên thực tế tu vi lại có sự khác biệt một trời một vực. Loại cường giả này thật sự muốn động thủ, tất cả cao thủ Liên minh Vạn Quốc tập trung vào một chỗ, cũng không chịu nổi một đòn. Lão gia nhà bọn họ lại là tồn tại cường đại như thế. Thảo nào chỉ có đỉnh lực cảnh, lại dám lớn lối như vậy, đối với bọn họ hoàn toàn không có chút sợ hãi. Có một vị núi dựa cường đại như vậy ở sau lưng, đừng nói chí tôn đỉnh phong, hóa phàm cảnh. Cho dù Lưu Vân Tông vô cùng cường đại, khẳng định cũng không dám nói thừa thêm một câu. Ngụy Dư Thanh trưởng lão ở bên cạnh, thân thể cũng run rẩy, khiếp sợ đến mức suýt ngất đi. Lão gia trong miệng đối phương, hắn chưa thấy qua, nhưng thiếu gia lại đã gặp, chính là thiên tài vô cùng Trương Thú Sư. Thuần thú giống như bắt chó, xông qua ải giống như bắt con gà. Vốn tưởng rằng là cao đồ của một vị thuần thú đại tông sư nào đó. Dù thế nào cũng không ngờ, lão sư lại là một vị danh sư siêu cấp vượt qua lục tinh. Thảo nào trẻ tuổi như vậy lại nghịch thiên như thế. Trở lại nhất định phải mau chóng bẩm báo đường chủ. Thần sắc hắn nghiêm trọng, trong lòng có quyết định. Không sai, chỉ có điều, lão gia nhà chúng ta luôn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi. Lần này cần cổ điện chủ đi qua, là thiếu gia Trương Huyền. Nhanh chuẩn bị đi một chút, tốt nhất mang nhiều độc dược một chút, một khi có tác dụng, cũng không đến mức luống cuống tay chân. Thấy mọi người bị trấn áp, Tôn Cường thỏa mãn gật đầu. Dương sư là người nào? Danh sư siêu cấp vượt qua lục tinh, làm quản gia của loại cường giả này, đương nhiên muốn xuất ra khí chất.
nếu như tùy tiện để cho mấy tiểu lâu la hù dọa, sau này còn làm thế nào gặp người? Vâng. Biết vị, sư thúc tổ, này không ngờ là một vị danh sư vượt qua lục phẩm, Cổ Mục lập tức nhớ lại từng chuyện nhỏ khi ở cùng trước kia. Chỉ ra mấu chốt trong cơ thể hắn, hỗ trợ thuần phục dung nham thú, giải quyết khế ước của đại dược vương cổ. Các loại thủ đoạn, đều cho thấy không tầm thường. Nghĩ tới những thứ này, hắn nhất thời hiểu rõ. Người này có thể cũng không khoác lác. Vị sư thúc tổ, dương sư, này có lẽ thật sự có bản lĩnh cường đại như vậy. Công tử, lời hắn nói có thể là lời nói thật hay không? Kim Tòng Hải và công tử cũng truyền âm với nhau. Tuổi tác của công tử tuy rằng không lớn, tu vi cũng kém hơn so với hắn, nhưng khả năng quan sát lại cực kỳ lợi hại, nhìn người cực chuẩn. Lúc hắn nói chuyện, hoàn toàn tự tin, hoàn toàn không có chút giả vờ giả vịt. Sợ rằng vị dương sư kia cũng không đơn giản. Thần sắc công tử thản nhiên. Vậy, muốn phân biệt rõ hắn nói là thật hay giả, cũng rất đơn giản. Bọn họ không phải muốn đi Hiên Viên Vương Thành sao? Ta nhớ đi Thiên Vũ Vương Quốc, cũng phải đi ngang qua đó. Có thể đi qua xem thử một chút, nếu như lão gia trong miệng hắn này, thực sự là vị danh sư lục tinh. Qua lại thân thiết với người này, có ích lợi to lớn, không thể nghi ngờ. Vấn đề của ta cũng nhất định có thể giải quyết dễ dàng. Công tử, nói tiếp. Nếu như không phải, xử lý như thế nào, người xem làm là được. Vâng. Kim Tòng Hải liền vội vàng gật đầu. Đối phương nói lời chắc chắn, hắn cũng không dám xác định. Nếu như người này thực sự là hạ nhân của danh sư lục tinh, một khi đắc tội, chẳng khác nào trở mặt cùng loại cường giả này, phiền phức lớn. Dù sao cũng phải đi Hiên Viên Vương Thành, vừa lúc có thể đi xem, có lẽ lại có thể phân rõ thật giả, biết được sâu cạn. Hiểu rõ những điều này, hai người không nói thêm gì nữa. Cổ Mục cũng không có gì phải chuẩn bị cả. Tất cả gia sản, đều đặt ở chiếc nhẫn chữ vật. Rất nhanh hắn đã chuẩn bị thỏa đáng. Mấy người rời khỏi độc điện, tiến thẳng về phía phương hướng Hiên Viên Vương Thành. Bù! Tĩnh thất, Trương Huyền lại mở mắt. Đáng tiếc! Trên mặt hắn lộ ra một chút bất đắc dĩ. Tôn Cường đi rồi, hắn liền bắt đầu bế quan tu luyện, đến bây giờ đã gần 3 ngày. Ngày đầu tiên lực lượng thân thể lại đạt tới 3 vạn đỉnh. Sau liên tục 2 ngày, máu linh thú tiêu hao 5 giọt, lực lượng chỉ tăng đến 3 vạn 5 ngàn đỉnh, liền ngừng lại. Trên tu luyện không có vấn đề, là máu linh thú không có hiệu quả. Thở ra một hơi, Trương Huyền lắc đầu. Thiên đạo kim thân tầng thứ 2, mượn máu linh thú thăng cấp thân thể. Thiên đạo đồ thư quán hình thành công pháp, tất nhiên không có bất kỳ vấn đề gì, cũng không phải tu luyện tới viên mãn, lại không có cách nào tiến bộ. Mà là, tác dụng của máu linh thú biến mất. Thú đường tại Hiên Viên Vương Quốc thu thập, chỉ là tinh huyết của linh thú nhất cấp. Thứ này, ở thời điểm sử dụng trên người tu vi thấp, hiệu quả rất lớn, đạt được chí tôn hậu kỳ, lại trở nên cực kỳ yếu ớt. Thật giống như hai hồ nước, thời gian độ cao mặt nước chênh lệch lớn, tốc độ dòng nước rất nhanh. Chênh lệch không bao nhiêu, cũng sẽ không lại lưu chuyển. Loại tinh huyết linh thú nhất cấp này, khiến cho thân thể của hắn trùng kích đến chí tôn hậu kỳ, lại giống như độ cao dòng nước tương đồng. Cho dù sử dụng nhiều hơn nữa, lực lượng cũng rất khó tăng lên. Hắn tập trung tinh thần quan sát bên trong. Máu trong cơ thể, từng viên một đều êm dịu no đủ, giống như thủy ngân ẩn chứa lực lượng. Lấy ra một giọt, cũng không kém gì so với máu của linh thú nhất cấp trước đó. Tuy rằng hai ngày sau tu vi không thể nào tiến bước, nhưng cũng không phải là không có công dụng, khiến cho hắn hoàn toàn củng cố, quen thuộc với lực lượng, sẽ không có xuất hiện cục diện thân thể tăng mạnh, lại không khống chế được. Khiến người thiếu chút nữa ngã chết. Còn lại 7 giọt, 3 giọt cho viên đào, giúp hắn nghĩ biện pháp kích hoạt huyết mạch linh tê. 4 giọt cho khiếu thiên thú. Từ thú đường tổng cộng nhận được 30 giọt máu linh thú, tu luyện hoàn thành, còn lại 7 giọt. Hắn giữ lại cũng vô dụng, không bằng trực tiếp đưa ra tất cả, sử dụng hết cho người khác. Viên đào nắm giữ huyết mạch linh tê, máu linh thú chính là bảo bối có thể kích hoạt thể chất. Về phần thiết sỉ khiếu thiên thú, hiện tại tu vi chân khí của nó không tăng, không có cách nào hỗ trợ huyết mạch tiến thiên. Nhưng cho nó sử dụng máu linh thú, sẽ tìm đến phương pháp dẫn dắt đặc biệt phù hợp với thể chất, thăng cấp 1-2 cấp bậc nhỏ vẫn có thể làm được. Cho dù không cần thiên đạo đồ thư quán, xem xong tất cả sách ở hai đại thú đường của Huyền Lạc Sơn Mạch, Hiên Viên Vương Quốc, lại thêm mắt minh lý, chút năng lực ấy vẫn phải có. Có thể nói, cho dù không mượn thủ đoạn danh sư, chỉ bằng vào thuần thú,
so với thuần thú sư tam phẩm cũng chỉ mạnh hơn chứ không kém. Nghĩ đến liền làm, Trương Huyền đứng dậy đi ra ngoài, gọi Viên Đào và Khiếu Thiên Thú tới trước mắt, phân 7 giọt máu linh thú còn lại xuống, cũng chỉ điểm kỹ càng tỉ mỉ phương pháp sử dụng. Vừa xử lý xong việc này, đã thấy vẻ mặt Tạ Cửu Thần Đường chủ cao hứng đi tới. Trương Thú Sư, may mắn không làm nhục sứ mạng, sách ngươi cần, đã thu thập tất cả đến cho ngươi. Sau khi để cho Thanh Yểm Thú thuần phục thú đường, đưa ra yêu cầu công pháp bí tịch cần, trải qua 3 ngày thu thập, cuối cùng công pháp tu luyện nửa bước chí tôn và chí tôn cảnh, đều đã thu thập hơn 1.000 quyển. Dựa theo lời nói, bàn tay Tạ Cửu Thần lật một lần, hai giá sách cực lớn xuất hiện ở trước mắt. Phía trên bầy đầy vô số quyển sách, ước chừng hơn 2.000 quyển. Rất sợ Trương Huyền không hài lòng, những công pháp này đều từ các gia tộc lớn, các thế lực lớn, tiêu hao nhân tình, tốn cái giá cực lớn mới trả lấy được, tính đến không kém. Mặc dù đều là bản viết tay, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tìm tới nhiều như vậy, thú đường cường đại không thể nghi ngờ. Làm phiền Tạ đường chủ. Nhìn lướt qua, đã biết làm ra mấy thứ này, khẳng định tốn cái giá không nhỏ, Trương Huyền đầy cảm kích, mở miệng hỏi. Thanh yểm thú thuần phục như thế nào? Thương thế của nó đã bắt đầu khôi phục, đối với ta cũng không kháng cự giống như trước đây. Còn phải đa tạ Trương Thú Sư thành toàn. Tạ Cửu Thần cười gật đầu. Thanh yểm thú mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng đã ký kết khế ước, chủ nhân nói, chẳng khác nào mệnh lệnh. Lúc này thái độ của nó đối với bọn họ rõ ràng tốt hơn nhiều. Dựa theo thời gian trôi qua, cho dù không có cách nào thuần phục triệt để cho nó sống chung hòa bình, thời khắc mấu chốt ra tay, không khó lắm. Vậy là tốt rồi. Thấy tất cả thuận lợi, Trương Huyền cười một tiếng. Trương Thú Sư người bận rộn, ta lại cáo từ trước. Biết vị trước mắt này cần những bí tịch này, nhất định là muốn tu luyện, hoặc nghiên cứu cái gì đó, Tạ Cửu Thần xoay người từ biệt. Tạ đường chủ rời đi, ngón tay Trương Huyền lướt qua rất nhiều bí tịch, thu nó vào đồ thư quán. Chính xác. Một tiếng khẽ kêu lên, trong đầu hắn hiện ra hai quyển bí tịch. Chính là bí tịch thiên đạo cấp bậc nửa bước chí tôn và chí tôn. Tiếp tục. Khẽ cười, Trương Huyền nhìn sang. Thời gian không lâu, hai quyển sách đều nhìn qua một lần, nội dung trong đó cũng đều ghi nhớ ở trong đầu. Tu luyện. Không dám chậm trễ thời gian, hắn ngồi xuống khoanh chân, cổ tay lật một cái. Linh thạch xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hắn bắt đầu tu luyện. Từ Lâm gia nhận được 10 khối linh thạch. Còn bởi vì khiêu chiến 10 lồng thú trở thành quán quân trong thi đấu thuần thú, nhận được phần thưởng 5 cái. Chương 720, Đại náo Hiên Viên Vương quốc thượng 2. Nói cách khác, hiện tại trong tay hắn, tổng cộng có 15 khối linh thạch, Lương Thanh Mệnh và Lâm Lung bị sách thiên đạo đập thành thịt vụn. Chiếc nhẫn chữ vật tìm khắp không thấy, cho dù có linh thạch cũng không có được. Số lượng mặc dù không nhiều lắm, cũng có thể đủ để thực lực của hắn nâng cao một đoạn lớn. Răng rác. Răng rắc, mỗi một linh thạch bị hấp thu sạch sẽ linh khí, biến thành bột phấn, linh khí khổng lồ lập tức dọc theo kinh mạch chạy khắp toàn thân, khiến cho khí tức của hắn không ngừng tăng lên, thực lực không ngừng tăng cường. Ầm ầm, mười mấy phút sau, thân thể hắn chấn động, tu vi từ tông sư đỉnh phong đột phá, đạt tới nửa bước chí tôn. Đám người Khương Thư, Mạc Thiên Tuyết tu luyện cả đời, cũng không có cách nào đạt được. Nếu như biết người này chỉ dùng mười mấy phút lại dễ dàng hoàn thành, sợ rằng sẽ lập tức nôn ra máu mà chết. Nửa bước chí tôn, chẳng khác nào chỉ nửa bước tiến vào cảnh giới chí tôn, sinh mạng đã phát sinh lột xác. Tu vi tiến bước, Trương Huyền không có ngừng lại, tiếp tục nuốt linh khí trong linh thạch, không ngừng tăng lực lượng. Răng rắc. Sau nửa canh giờ, hắn lại thoáng một cái, thành công thăng cấp chí tôn. Từ tông sư đỉnh phong, bước vào chí tôn, một canh giờ cũng cần dùng tới. Không hổ danh là công pháp thiên đạo. Chỉ cần linh khí sung túc, tu luyện đơn giản giống như ăn cơm uống nước, hoàn toàn không có bình chướng nào đáng nói. Đột phá cảnh giới, chân khí dọc theo kinh mạch chuyển động ở bên trong thân thể. Hắn cẩn thận cảm thụ một chút. Lúc này, cho dù không dùng tới thân thể, lực lượng chân khí cũng chừng một vạn đỉnh, thật sự bước chân vào hàng ngũ võ giả đỉnh phong nhất. Một lúc lâu sau, Trương Huyền ngừng lại, thở dài một tiếng. Dựa theo tu vi tăng, yêu cầu đối với linh khí càng lúc càng cao. Nhu cầu lượng linh thạch cũng lại trở nên lớn hơn. Trước đó, 5 khối linh thạch thì có thể làm cho hắn đạt được tông sư đỉnh phong. Mà bây giờ, 15 cái, cũng chỉ khiến cho hắn đạt được chí tôn. Ngay cả chí tôn sơ kỳ cũng chưa từng hoàn toàn củng cố. Đổi lại thành người khác,
khẳng định không khoa trương như vậy. Chủ yếu là chân khí thiên đạo quá tinh thuần, quá nghịch thiên. Loại linh thạch hạ phẩm này, đối với cường giả chí tôn khác, hiệu quả rất lớn. Có khả năng khiến cho hắn hấp thu lại không có bao nhiêu. 8, 9 phần 10 linh khí, đều bị gần như bị lãng phí. Tuy rằng tu vi vừa đạt được chí tôn sơ kỳ không bao lâu, linh thạch lại tiêu hao sạch sẽ, nhưng lực lượng chân khí của hắn cũng vẫn tăng lên 5.000 đỉnh, đạt tới hơn 1 vạn 5.000 đỉnh. So với chí tôn sơ kỳ bình thường cũng phải cường đại hơn không ít. Lại thêm thân thể 3 vạn 5.000 đỉnh, cường giả chí tôn đỉnh phong cũng có thể dễ dàng nghiền ép. Phối hợp với mắt minh lý và thiên đạo đồ thư quán, nửa bước hóa phàm, cũng có thể đánh một trận. Hai mắt tỏa sáng, Trương Huyền lộ ra vẻ tự tin nồng đậm. Chân khí 1 vạn 5.000 đỉnh, thân thể 3 vạn 5.000 đỉnh, cộng lại chừng 5 vạn đỉnh. So với chí tôn đỉnh phong 4 vạn đỉnh, cũng phải cường đại hơn không ít. Hơn nữa hắn có rất nhiều võ kỹ thiên đạo và thủ đoạn danh sư, nửa bước hóa phàm muốn thắng được, sợ rằng cũng rất khó khăn. Ngày thứ tư đi tới thú đường của Hiên Viên Vương Thành, ngày thứ bảy Lộ Trùng vì cứu hắn trọng thương bất tỉnh, cuối cùng hắn từ tông sư đỉnh phong, nhảy một cái đột phá, nắm giữ lực lượng vượt qua chí tôn đỉnh phong. Cũng chẳng khác nào. Có bản lĩnh báo thù. Lộ Trùng, nhìn vi sư. Báo thù cho ngươi. Híp mắt lại, tiếng lẩm bẩm từ trong cổ họng Trương Huyền phát ra. Thực lực đạt được, cũng nên động thủ. Chỉ có điều, trước đó còn cần hiểu rõ tình hình của đối phương. Đi ra khỏi tĩnh thất, Trương Huyền mở cửa phòng, đã thấy Mạc Vũ công chúa đang chờ ở trong đó. Như thế nào? Không hàn huyên, hắn trực tiếp mở miệng. Trước khi bế quan, hắn bảo Tôn Cường tìm cổ mục, Tạ Cửu Thần tìm kiếm bí tịch. Đồng thời cũng an bài Mạc Vũ đi Hiên Viên Vương Thành hỏi thăm tin tức của Đinh Mục. Muốn giết vị thái tử Hiên Viên Vương quốc này, không thể để cho thú đường biết. Nếu không, ai cũng không dám bảo đảm tin tức sẽ không tiết lộ. Một khi để cho người này chạy trốn, tìm một chỗ ẩn nấp, toàn bộ vương quốc liên minh lớn như vậy, đi nơi nào tìm. Cho nên, hắn để cho Mạc Vũ qua hỏi thăm. Dù sao chuyện đám người Triệu Nhã là học sinh của hắn, ở Thiên Vũ Vương quốc đã truyền khắp từ lâu. Rất dễ dàng điều tra ra. Để cho bọn họ đi hỏi thăm, rất dễ dàng bị phát hiện. Lại nói, Mạc Vũ thân là danh sư nhất tinh, nắm giữ địa vị cực cao. Điều tra một người, cũng tương đối dễ dàng hơn không ít. Đã nghe được. Mạc Vũ gật đầu, nhăn mày lại, sắc mặt tái xanh. Vị này Đinh Mục vừa về tới Hiên Viên Vương quốc, lại trốn vào danh sư đường, đến bây giờ chưa từng đi ra. Danh sư đường. Lông mày hắn nhíu lại một cái. Thực sự lo lắng cái gì thì cái đó tới. Trước đó Mạc Vũ cũng đã nói, nếu quả thật muốn cứng rắn chống lại một vương quốc phong hào, cản trở lớn nhất không phải là bản thân vương quốc, mà là chỗ danh sư đường. Danh sư đường duy trì ổn định một phương, sẽ không dễ dàng để cho người ta ra tay. Nếu không, liên minh vạn quốc nhiều cao thủ như vậy, ai không muốn làm một quốc vương? Tùy ý giết tới giết lui, hệ thống vương quốc khẳng định đã sớm sụp đổ. Vốn muốn giết một thái tử mà thôi, cũng không phải là quốc vương, dựa vào thân phận danh sư, đối phương sẽ phải e ngại. Hiện tại xem ra, vẫn là suy nghĩ quá đơn giản. Có người nói đường chủ danh sư Đường Lạc Thiên Hồng, từng nhận ân huệ của vương thất, lại là bạn tốt tri kỷ của hắn, dự định đứng ra hòa giải. Mạc Vũ nói ra tin tức đã sớm nghe được. Đối phương cố ý truyền ra tin tức, hỏi thăm tới, cũng vô cùng đơn giản. Hừ, ánh mắt Trương Huyền nheo lại. Một luồng sát khí sinh ra. Chỉ cần Đinh Mục giao mạng ra, tự nhiên cho hắn hòa giải. Hòa giải. Thật sự phải tiếp nhận, làm sao không khiến cho Lộ Trùng đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh phải thất vọng. Làm gì có mộng đẹp như vậy. Trương Huyền, còn có một tin tức, không tốt lắm. Thấy vẻ mặt của hắn, biết vị trước mắt này dĩ nhiên đã quyết tâm, muốn giết vị Đinh Mục này, trên mặt Mạc Vũ lộ ra vẻ lo lắng, nói. Ừ. Trương Huyền nhìn qua, quốc vương của Hiên Viên Vương quốc Đinh Sùng, đã chiêu cáo thiên hạ, quyết định truyền ngôi cho Đinh Mục. Mạc Vũ nói, truyền ngôi, lông mày hắn nhíu lại một cái. Đối phương chỉ là một thái tử, chém giết cho dù có chút phiền phức, dựa vào thân phận danh sư, chắc hẳn còn có thể hóa giải. Một khi kế vị quốc vương, chẳng khác nào đứng đầu một nước. Lại muốn giết chết, tất nhiên khiến cho một quốc gia rung chuyển. Thậm chí vương quốc phong hào khác, cũng sẽ tùy thời lưu chuyển. Đến lúc đó, sinh linh đổ thán, thiên hạ gặp tai họa. Cho dù danh sư đường lại e ngại bộ mặt,
khẳng định cũng sẽ ngăn cản. Xem ra hắn chuẩn bị đầy đủ. Đối phương vừa đến lại ẩn nấp vào danh sư đường, sau đó để cho quốc vương phát ra tin tức truyền ngôi, chờ kế thừa đại vị. Chỉ cần thành công, lại muốn động thủ, sẽ khó khăn. Xem ra người này bị cảnh tượng một quyển sách của mình đập chết Lương Thanh Mệnh làm cho sợ hãi, sớm nghĩ xong biện pháp. Chỉ có điều, cho dù là quốc vương lại như thế nào, cho dù danh sư đường ngăn cản lại như thế nào, nếu dám đánh lén, tổn thương lộ trùng, vậy sẽ phải chờ đợi mình trả thù. Vương quốc ngăn cản, lại tiêu diệt vương quốc, danh sư đường ngăn cản, vậy tiêu diệt danh sư đường. Cùng lắm thì lại nghĩ biện pháp hình thành trang sách màu vàng. Cho dù cùng tất cả mọi người đối địch, Trương Huyền ta lại có sợ gì? Trong lòng có quyết định, trên mặt không dao động, Trương Huyền tiếp tục hỏi. Hắn khi nào kế vị? Quốc vương kế vị, không phải là chuyện nhỏ. Cần phải triệu tập dòng họ vương cung, quan lại quý nhân, thậm chí còn cần phải mời vương quốc phong hào khác xung quanh tới xem lễ. Rất nhiều quy định làm xuống, khẳng định cần thời gian. Hiện tại cách thời điểm người này chạy trốn, chỉ có 7 ngày. Cho dù vừa về, lại tuyên bố tin tức kế vị, chắc hẳn là cũng không nhanh đăng cơ như vậy. Chính là, ngày hôm nay, Mạc Vũ cười khổ, làm công chúa của một vương quốc, thậm chí còn bị Mạc Thiên Tuyết dựa theo nữ đế bồi dưỡng, đối với những quy trình này, nàng biết rất rõ. Đối phương từ Thiên Vũ vương quốc trở về, bay đủ 2 ngày. Nói cách khác, 5 ngày ngắn ngủi, lại làm xong xuôi tất cả mọi thủ tục, cũng thật là gấp. Trước khi nghi thức đăng cơ chưa tiến hành, ẩn nấp ở danh sư đường. Một khi nghi thức tiến hành, đăng cơ làm vương, còn muốn giết lại khó khăn. Ngay cả nàng cũng không ngờ, người thanh niên trước mắt này, ép cho thái tử của một vương quốc phong hào, thành như vậy. Ngày hôm nay, vung ống tay áo, Trương Huyền đứng dậy, đi nhanh ra ngoài. Ngươi muốn làm gì, ngươi, sẽ không phải xông vào nghi thức đăng cơ của hắn chứ? Sắc mặt Mạc Vũ trắng bệch. Không sai. Trương Huyền gật đầu. Nhưng thực lực của ngươi, không phải đã nói, phải đạt được chí tôn đỉnh phong mới có khả năng qua sao? Như vậy quá lỗ mãng. Mạc Vũ vội hỏi. Chí tôn đỉnh phong. Cũng không quay đầu lại, khí tức trên người Trương Huyền ầm ầm nổ tung, giống như giao long bay lên trời, lại giống như mãnh hổ ra khỏi rừng, khiến người ta cảm thấy sự đè ép nồng đậm và bất lực. Ta đã đạt được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 720.